Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em đang nghe chuyện trên kênh người kể chuyện ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho đình Tùng Voice, truyền chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Gia Phúc. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi là 22 giờ hàng ngày. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Trần Chiêu. Vào một sáng mùa hè oi bức, ông Thái được một người trong làng cho cây xấu khá to mang về trồng. Khệ nệ khiêng về tới nhà, ông đặt cây xấu xuống sân rồi lấy tay quẹt đi những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán rồi cất tiếng gọi anh hưng anh hưng đâu ra tôi nhỏ tí việc nào anh hưng đang ngồi vá lại mấy tay lưới đánh cá bị thủng trong nhà nghe tiếng bố gọi thì cũng nhanh chóng chạy ra sân xem có chuyện gì vừa nhìn thấy cây xấu và khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của bố anh hưng vội nói bố lấy cây xấu này đâu về thế mà sao bố không về bảo con một tiếng để con sang con khinh về cho. Khi một mình chơi cho khổ vậy. Ông Thái thấy con trai quan tâm thì cũng thấy vui lắm. Ông khẽ cười. Thế tôi có chuỗi đi đánh cây đâu. Định sang nhà ông Tú đánh ván cỏ. Thấy bố còn ông ấy đang hê hục. Đánh cây xấu này, định vật đi. Hỏi ra thì mới biết. Chả biết ông ấy nghe ai nói. Bảo là cây xấu, mang nhiều âm khí. Trông trong nhà chỉ tổ làm chỗ cho ma quỷ chú ngụ Tôi thì chả bao giờ tin mấy cái chuyện mê tin đấy. Nhìn thấy cây xấu xanh tươi mơn mởn thế này, đánh tiếc. Em xin về trong trong vườn cho nó mát. Anh Hưng nghe bố nói thế thì cũng chạy tới, ngắm nghĩa cây xấu rồi gật gù. Bố nói chí phải. Đại báo suốt ngày đưa tin, con người ta chuẩn bị di cơ lên mặt trăng sinh sống đến nơi rồi. Mà người ta vẫn còn tin vào mấy cái thứ mê tín dị đoan ấy nhỉ? Cây xấu đẹp thế này cơ mà. Chả mấy chốc mặc cho đầy quả. Lúc đấy nhà ta tha hồ hái quả mà dầm rau muống. Ăn không hết thì để nhà con đem ra chợ bán, kiếm lấy đồng ra đồng vào. Nói rồi, hai bố con ông Thái đem cây xấu ra ngoài vườn, chọn một khoảng đất trống rồi hì hục đào hố trồng cây. Một lát sau thì hai mẹ con bà Loan cũng đi chợ về. Thấy hai bố con ông Thái nói chuyện rôm rả dạ, ngoài góc vườn thì cũng chạy ra góp vui. Do bộ rễ của cây xấu khá lớn nên ông Thái dục con trai đào cái hố sâu một chút. Cái hố sắp hoàn thành thì bỗng cái sẻng trên tay Hưng va vào cái gì đó đánh keng một cái. Khi gạt lớp đất ra thì phát hiện thấy một phiến đá xanh nhẵn thín. Anh Hưng nhìn vào phiến đá dưới chân mà mắt sáng lên rồi quay qua nói đùa với cả nhà. Có khi nào bố con mình đào trúng hầm vàng của nhà lão tránh tổng ngày xưa không nhỉ? Không khéo phè này, nhưng mình giàu to rồi cũng nên. Anh Hưng nói thế bởi vì vốn dĩ mảnh đất của gia đình anh đang sinh sống năm xưa thuộc về gia đình lão tránh tổng giàu có của vùng này thế nhưng chẳng hiểu vì sao người trong nhà của lão tránh cứ lan đồng ra chết kẻ thì chết đuối người thì treo cổ có kẻ sợ quá thì cũng bỏ của chạy lấy người bỏ đi nơi khác chẳng biết còn sống hay chết mà chưa thấy quay lại lần nào thế rồi mảnh đất đẻ hoang từ đó rồi cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta giành thắng lợi, chính quyền thuộc về tay nhân dân. Những thứ còn sót lại của nhà lão tránh tổng năm xưa được chính quyền phân phát cho bà con trong làng. Duy chỉ có mảnh đất nhà lão tránh thì không ai dám nhận. Dân làng truyền tay nhau rằng mảnh đất ấy có ma. Ai sống trên đất ấy không sớm thì muộn cũng bị nó vật chết. Ông Thái sau nhiều năm lăn lộn chiến trường thì cũng trở về quê hương. Mảnh đất của bố mẹ ông để lại chỉ bé như cái lỗ mũi, nằm ở tận cuối làng, giáp với bãi Tha Ma, thấy mảnh đất của nhà lão Tránh tổng năm xưa có địa thế đẹp, lại rộng rãi mà lại bị bỏ hoang thì phí, ông Thái tiếc lắm, tức là ông làm đơn xin với chính quyền địa phương để xin nhận mảnh đất ấy. Khỏi phải nói, chính quyền đồng ý ngay. Thậm chí hôm giao đất cho gia đình ông Thái, họ còn tổ chức một buổi lễ khá là trọng thể, ngoài mặt là để tri ân cho người đã đóng góp công sức cho cách mạng, nhưng thực chất là muốn nhân cơ hội này xóa bỏ đi những tư tưởng mê tín dị đoan đã ăn sâu vào tiềm thức của dân làng. Trở lại với thực tại, nhìn thấy bộ mặt nhăn nhở của cậu con trai, thì ông Thái bĩu môi ra rồi nói, Mày bất mơ mộng hão huyền đi con ạ, à. vàng bạc đâu thì chả thấy, có khi lại tìm thấy một hũ vàng nổi của nhà lão tránh để lại cũng nên. Nói rồi ông Thái cười lên sảng sặc, vợ ông và cô con dâu mới, tức là vợ của Hưng, thấy thế thì cũng chẳng nhịn được mà ôm bụng cười theo hưng cũng biết là bố anh cố ý trêu chọc nên cũng không giận dỗi gì mà cũng cười theo rồi lại tập trung để đào cái hố ấy rộng ra xem bên dưới mảnh đá xanh kia rốt cục là thứ gì thế nhưng càng đào rộng ra thì bố con ông thái càng thấy ngạc nhiên đó không phải chỉ là một viên đá xanh mà có tận ba phiến được đặt sát vào nhau nếu không nhìn kỹ còn không thể nhận ra chỗ tiếp sát giữa hai phiến đá Ông Thái đưa tay lên quẹt nhanh đi những giọt mồ hôi đang chảy dòng ròng xuống mặt, rồi dục con trai. Anh chạy vào bếp, lấy cái xà beng ra đây. Anh với tôi tập trung vào lật hẳn những viên đá này lên, sẽ bền dưới nó có gì. Lúc này thì tính tò mò đã nổi lên, dù cho ông Thái không bảo thì kiểu gì Hưng cũng phải lật viên đá này lên cho bằng được. Kể từ lúc nhìn thấy ba phiến đá được mài đẽo nhẵn thín đặt sát vào nhau thì bà Loan đã biết chắc chắn chúng được ai đó cố tình đặt xuống đây chứ không phải là những phiến đá tự nhiên chả hiểu sao lúc đó chống ngực bà đánh thình thịch bà thầm nghĩ trong đầu chả có lẽ thằng Hưng lại nói đúng ông trời thấy gia đình mình ăn ở Phúc Đức nên cho tìm thấy được kho vàng của nhà lão tránh tổng năm xưa còn đang chìm vào giấc mộng tìm được kho báu thì tiếng bước chân thình thịch của anh con trai kéo tới làm bà Loan trở về với thực tại bà liếc nhìn sang phía nhà hàng xóm để chắc chắn không ai thấy được công việc của nhà bà lúc này rồi khẽ thì thầm bố con nhà ông nói bé một chút nhớ chẳng may nhà mình tìm được vàng thật thì người ta lại báo chính quyền đến tịch thu hết thì phí của roi lúc này thì chẳng ai còn cười cợt câu nói của bà loan nữa có lẽ mọi người đều có chung một niềm tin như vậy hưng nhảy xuống dưới hố kê lưỡi giả beng và một bên của phiến đá rồi hai bố con ra sức bẩy lên trong khi hai bố con ông thái mặt đỏ tía tai dồn hết sức lực vào đôi bàn tay để cố gắng di chuyển tảng đá thì hai mẹ con bà loan cũng tiến sát lại gần trên miệng hố vừa để quan sát cho rõ vừa như để động viên tinh thần hai bố con ông cố lên nếu tìm được vàng thật tôi sẽ mua cho mỗi người một chiếc xe máy thật oách để đi làm những tiếng động vang lên có vẻ như phiến đá va chạm với gạch đá hay thứ gì đó bên dưới tạo ra những tiếng kịch kịch. Điều đó chứng tỏ bên dưới những phiến đá xanh này còn có những công trình khác nữa. Điều đó càng làm dấy lên một niềm tin mơ hồ về một kho báu trong lòng bố con ông Thái. Động lực đó khiến cho chiếc xả bèn trong tay bố con ông bắt đầu bị uốn cong dưới sức mạnh của đôi tay. Tảng đá xanh kia cũng dần dần di chuyển một cách chậm chạp bà Loan lại khẽ động viên chồng con. Mạnh lên tí nữa nào, sắp bẩy lên được rồi. Anh Hưng nghe mẹ nói thế thì cũng cố sức đẩy mạnh chiếc xả beng, rồi dầm một cái, phiến đá xanh bị đẩy lệch hẳn sang một bên. Cả tám con mắt đổ dồn về chỗ phiến đá vừa bị đẩy ra. Thế nhưng ngay lập tức, sự thất vọng đã lộ rõ trên khuôn mặt của họ. Bên dưới những phiến đá xanh nặng trịch này chỉ là một chiếc giếng cổ chứ chả phải là hầm vàng, hầm bạc hay kho báu gì cả. Sau thoáng chút thất vọng thì chả hiểu sao, trong lòng bà Loan bỗng trào dâng lên một cảm giác bất an. Khi nhìn vào miệng giếng sâu hóm bên dưới, một làn khói mờ mờ còn đang theo khe hở mà bốc lên nữa. Bà hơi tái mặt, khẽ lùi lại phía sau rồi lắp bắp nói với chồng. Ô, ông Thái ơi, tôi, tôi thấy trong chuyện này có điều gì đó không bình thường. Tại sao lại tự nhiên mọc đâu ra chiếc giếng này rồi như chợt nhớ ra điều gì bà vỗ tay vào đùi đánh đét một cái rồi nói thôi đúng rồi ngày xưa dân làng vẫn đồn rằng mảnh đất này bị ma ám liệu có liên quan gì đến chiếc giếng này không nhỉ từ xưa đến nay người ta vẫn kiên kỵ chuyện lấp giếng mà đằng này lại còn phải mất công đục đẽo cả ba viên đá nặng trịch để đậy lên nữa ông thái vốn là một người vô thần lại lặn lội chiến trường suốt bao nhiêu năm nên ông chẳng tin vào mấy chuyện ma cỏ. Đang mệt mỏi vì phải dùng hết sức mới lật được phiến đá lên mà chẳng tìm được thứ gì có giá trị. Lại thấy vợ nhắc đến chuyện ma quỷ thì ngay lập tức mặt ông xa sầm lại rồi sẵn giọng Bà chỉ giỏi ăn nói vớ vẩn. Chết là hết. Ma quỷ cái đích gì nữa. Rồi ông liếc nhanh sang phía nhà hàng xóm như để chắc chắn là không có ai nghe thấy cuộc đối thoại của vợ chồng ông do ông nghiêm mặt nói với vợ. Bà liệu mà giữ mồm giữ miệng vào đấy nhá. Đường đường là vợ của một đảng viên kỳ cựu. Thế mà cứ mở mồm ra là y như rằng lại nhắc đến chuyện ma quỷ, thánh thần. Chuyện này mà đến tài của mấy lãnh đạo trên xã, trên huyện thì tôi còn ngần mặt lên nhìn ai được nữa hả? Đến lúc ấy, có khi cái chức chủ nhiệm hợp tác xã của tôi cũng trả giữ được nữa đầu đấy. Nói rồi ông quay sang dục con trai. Còn hai phiên đá nữa Anh với tôi lật hết tên xe nào Bà Loan biết chồng là một người gia trưởng Khi ông đã quyết điều gì Thì đừng hòng lay chuyển được ý ông Nên cũng không dám nói thêm điều gì nữa Mà chỉ biết chăm chú dõi Theo hành động của hai bố con ông Thái Anh Hưng cũng được thừa hưởng tính của bố Nên anh cũng chẳng tin vào mấy chuyện Thần thánh ma cỏ Anh cũng nhanh chóng kê chiếc xả beng lại chỗ phiến đá, định bẩy lên. Thế nhưng vừa mới chạm tay vào chiếc xà beng thì ngay lúc đó từ dưới giếng có một luồng khí xanh lẻ kèm theo một mùi hôi thối nồng nặc bay thẳng lên. Không may cho Hồng, cô đang lom khom cúi xuống để nhìn cho thỏa mãn trí tò mò thì luồng khí kia bay sọc thẳng vào mặt cô. Hồng chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh rồi thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt nhòa đi rồi từ từ gục xuống. Chẳng hay biết gì nữa. Bà Loan thấy thế thì cũng hoảng hồn, nhưng cũng vội lao tới đỡ con dâu trước khi con bé ngã nhào xuống đất. Ông Thái và Hưng thấy Hồng đột nhiên bị ngất xỉu thì cũng tái mặt, vất vội chiếc giả bèn xuống đất, nhảy lên miệng khỏi miệng hố rồi lao nhanh đến chỗ của Hồng. Ông Thái nói như quát. Có khí độc, chạy khỏi đấy ngay. Sau câu nói của ông thì anh Hưng đưa tay ra bế thốc vợ lên rồi chạy thẳng một mạch về nhà. Ông Thái cũng cầm tay bà Loan mà chạy theo, Hưng đặt vội vợ lên giường, miệng thì thở hồng hộc, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Bà Loan nhìn thấy con dâu người vẫn còn mềm oặt như sợi bún, liền gào khóc thảm thiết. Con ơi! Trời ơi! Tỉnh lại đi con! Con làm sao thế này? Tỉnh lại đi con ơi! Ông Thái nhìn thấy con dâu tự nhiên đổ gục xuống như thân cây chuối bị phạt ngang thì cũng hơi hoảng hốt. Nhưng bản lĩnh của một người lính nhanh chóng giúp ông lấy lại bình tĩnh, Ông đưa tay lên vạch mí mắt của con dâu thì thấy vẫn còn phản ứng với ánh sáng. Ông thở vào nhẹ nhõm rồi lên tiếng trấn an vợ con. Mẹ con bà đừng có lo lắng quá mà làm toán cả lên. Không khéo hàng xóm kéo sang bây giờ lại nhiều chuyện. Con Hồng không việc gì đâu. Chỉ bị choáng một chút do hít phải khí độc thôi. Bà Loan nghe thấy chồng nói thế thì cũng không dám kêu toán lên nữa nhưng ánh mắt vẫn còn lộ rõ sự hoang mang. Ông Hưng chỉ vào chiếc quạt mo cau rồi nói với con trai. Anh mở hết cửa sổ ra, cho thoáng, rồi lấy chiếc quạt mò cau mà quạt cho con bé đi. Nói rồi ông nhanh chân chạy đi lấy chiếc khăn mặt của con dâu, đem ra ngoài chiếc giếng khác mà gia đình ông vẫn hay sử dụng rồi nhúng nước, sau đó đem về đưa cho vợ. Bà lau mặt cho con bé đi, lót sau là nó tỉnh lại thôi. Bà Loan cầm lấy chiếc khăn từ tay của chồng, mà cứ run lên bẩn bật. Bà chỉ sợ nhỡ chẳng may con dâu bà có mệnh hệ gì, thì vợ chồng bà lại ân hận cả đời. Không những thế lại còn không biết ăn nói làm sao với gia đình thông gia họ hàng làng xóm nữa chứ. Thế nhưng cũng may cho nhà bà, cô Hồng được rửa mặt sạch sẽ, nằm nghỉ ngơi một lát thì tỉnh lại, đầu óc chỉ còn hơi trắng váng một chút thôi. Lúc này ông Thái mới lên tiếng giải thích. Chẳng có gì thần bí ở đây cả. Bên dưới những phiến đá xanh kia thực ra là một cái giếng do bị lấp lâu ngày những chất độc dưới lòng đất cứ thế mà dần dần tích tụ lại khi nãy bố còn tôi không biết đến mới cậy phiến đá lên những chất độc bị tích tụ suốt nhiều năm cũng theo đó mà thoát ra ngoài Con hồng vô tình hít phải khí độc đó nên mới bị ngất đi mà thôi lời giải thích của ông thái khiến cho bà loan nhớ tới lời các cụ truyền lại dưới giếng thường có khí độc vì thế mà nếu khi nào cần phải xuống dưới giếng để làm gì đó hay là dọn vệ sinh thì hãy lấy một ngọn đèn dầu hoặc con gà còn sống buộc vào một sợi dây thả xuống và đợi một lát khi kéo sợi dây lên ngọn đèn dầu vẫn cháy hay con gà vẫn sống khỏe mạnh tức là dưới giếng không có độc lúc ấy có thể yên tâm trèo xuống còn ngược lại khi kéo sợi dây lên nếu chiếc đèn tắt hoặc con gà đã chết hoặc không còn khỏe mạnh như lúc trước thì không được bước xuống dưới đó, mà phải mở toang miệng giếng ra nhiều ngày, rồi sau đó lấy xào tre mà khuấy cho khí độc bay ra hết, khi đó mới được phép leo xuống bên dưới. Ngồi thêm chừng nửa tiếng thì Hồng cũng đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Lúc này mọi người trong nhà ông Thái mới thở vào nhẹ nhõm. Thế nhưng cứ chốc chốc, mọi người lại ngó ra ngoài cửa. Chỗ hai bố con ông Thái vừa vô tình đào phải chiếc giếng. Tuy chẳng ai nói ra, nhưng tất cả đều có chung một tâm trạng tò mò, muốn biết liệu rằng bên dưới chiếc giếng kia có ẩn giấu thứ gì hay không. Dường như không đợi lâu hơn được nữa, ông Thái đứng phát dậy nói. Hai mẹ con bà có đứng trong nhà. Anh Hưng, theo tôi ra vườn, lật nốt những viên đá còn lại, xem trong giếng có thứ gì mà người ta phải cất công khuân những viên đá to để lấp đi như vậy. Dù cũng đang rất nóng lòng muốn biết về bí mật của chiếc giếng, nhưng bà Loan vẫn đưa ánh mắt e rẻ nó với chồng. Liệu bây giờ ra ngoài đó có an toàn không ông? Tôi sợ khí độc vẫn còn chưa thoát ra hết đâu. Ông Thái suy nghĩ một lát rồi nói quả quyết. Chắc là không vấn đề gì nữa đâu. Khi nay bố còn tôi cũng lật hẳn lên được một phiến đá rồi. Lúc này trời đang nắng to. Chắc là hơi độc cũng bay đi hết cả rồi. Nói rồi ông chôn mũi lại như cố gắng ngửi thứ gì đó trong không khí từ chỗ đó vào đây cũng chẳng bao xa nếu còn khí độc thì kiểu gì cũng phải ngửi thấy nhưng từ nãy tới giờ tôi không thấy mùi gì khác lạ nhà mình cũng chả ai thấy đau đầu trong mặt gì cả nói rồi ông thái phăm phăm đi trước mẹ con bà loan cũng lật đật bám theo chỉ có hồng ở lại trong nhà do cô mới đang mang thai có lẽ đúng như lời ông thái nói khi nãy do một phiến đá bị bố con ông lật hẳn lên vứt sang một bên nên những khí độc tích tụ bên dưới cũng theo đó mà bay đi hết lúc này cũng đã là gần trưa mặt trời còn chiếu rọi được xuống tận dưới đáy giếng tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm xuống đó tự nhiên bà loan khẽ buông ra một tiếng thở dài thường thượt có lẽ do bà đã nhìn thấy dưới giếng trống trơn chỉ có một chút nước đen ngòm sát dưới đáy giếng ở dưới đó còn có mấy thứ gì đó đen đen giống như que củi bị ngâm nước lâu ngày thành ra mục nát bà loan nghĩ trong đầu như vậy bà quay sang nói với chồng chẳng có cái quái gì ở bên dưới đâu bố con ông đừng lật lên làm gì cho mất công lập luồn lại kẻo con chó nó con mèo rơi xuống lại chết thối dưới đó kiếm chỗ khác mà chồng cái xấu rồi vào nhà nghỉ cho nó khỏe chưa chảy chưa chật ra rồi mẹ con tôi cũng đi nấu cơm đây ông thái thấy vợ nhắc thì cũng mới để ý thấy mặt trời cũng đã gần đứng bóng thế nên ông quay ra đáp lại Ờ. Ừ. Vậy bà về nấu cơm trước đi Bố con tôi tranh thủ lấp nó lại Rồi cũng về luôn Đói lắm rồi Bà Loan toan quay đi Nhưng chẳng hiểu nghĩ ngợi kiểu gì Mà bà liền quay lại nói với chồng Bố con ông kê tàng đá cẩn thận vào nhá Chẳng mấy nó sụt xuống thì nguy hiểm lắm đấy Ông Thái nghe vợ nói thế thì nổi cáu Tôi có phải có nít đâu Mà bà dặn dò kỹ như thế Về mà lo cơm nước đi Bà Loan thấy chồng nổi cáu thì có vẻ không hài lòng liền ngúng ngoẩy đi về. Đứng trong nhà nhìn ra ngoài vườn, qua khung cửa sổ. Hồng thấy bố mẹ, chồng không dưng cãi nhau thì buồn cười lắm. Nhưng cũng chỉ khẽ tủm tỉm cười, rồi đi xuống bếp nấu cơm với mẹ chồng. Ngoài vườn lúc này chỉ còn có mỗi hai bố con ông Thái. Họ cũng nhanh chóng kê phiên đá lại vị trí rồi lấp đất lên như cũ. Cây xấu kia được bố con ông đả một cây hố khác cách đó một đoạn để trồng. Khi công việc xong xuôi bước vào nhà, thì cũng là lúc Hồng khệ nẹ bưng mâm cơm thơm phức từ dưới bếp lên. Trưa hôm đó gia đình ông Thái có một bữa cơm thật là vui vẻ. Chuyện vô tình đào phải chiếc giếng ngoài vườn cũng nhanh chóng bị mọi người trong gia đình ông Thái quên đi. Đến tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, thì anh Hưng xách chiếc giỏ tre lên vai, rồi nói với vợ. Mình ở nhà nhá, tôi ra ngoài bờ đây cất vó. Đến khuya mà không thấy tôi về, thì cứ buông màn ngủ đi. Tôi ngủ ngoài sông luôn, Hồng cũng đã quá quen với chuyện này rồi, nên cô nhanh chân chạy xuống bếp lấy mấy cổ khoai lang vừa mới luộc hãy còn nóng hổi, rồi gói tạm vào chiếc lá rong, rúi vào tay chồng. Mình cầm theo cổ khoai lang em mới luộc. Thức đêm cất vó, nếu đó quá còn có cái mà ăn lót dạ. Anh Hưng cầm lấy bọc khoai lang, nhìn ngó xung quanh, không thấy bố mẹ đâu, thì mới dám hôn chuột lên má vợ một cái, rồi nhanh chân dạo bước đi về phía bờ đê hồng tần Ngân đứng theo bóng dáng của chồng dần khuất sau hàng cây dâm bụt trước nhà ngày còn thanh niên thì hưng cũng ham vui giống như biết bao thanh niên trong làng cứ ăn cơm xong là cậu tót đi chơi ngay nhưng kể từ ngày lấy vợ thì cậu thuần tính hẳn đi vốn bơi lội giỏi lại sắt cá nên hưng nhờ mấy thằng bạn làm giúp một chiếc vó bè ở ngoài bờ đê đêm đến tranh thủ ra đó cất vó kiếm ít tôm cá để sáng hôm sau cho vợ mang đi chợ bán nhiều hôm gặp may bắt được nhiều cá, cậu còn ngủ luôn ngoài đó tới sáng hôm sau mới về. Hồng quay bước vào nhà, cô đem đống quần áo đi giặt rồi bước vào buồng riêng của mình. Nhà ông Thái là ngôi nhà ngói nam gian theo kiểu ngày xưa. Ba gian giữa là nơi thở tự và tiếp khách. Hai bên hông nhà là hai căn buồng. Một bên là của vợ chồng ông Thái, bên còn lại dành cho vợ chồng của Hồng do cả ngày làm lộng vất vả, vừa đặt mình xuống giường một lúc thì cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chả biết thiếp đi được bao lâu thì Hồng thấy mình như lạc bước vào một không gian hoàn toàn xa lạ. Cô thấy mình đang đứng ở một căn nhà rộng lớn với tỏa ngang dãy dọc. Còn đang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu thì cô đã nghe thấy tiếng quát tháo ẩm ý. Còn quỷ cái này, mày dám quyến rũ chồng bà. Hôm nay bà phải đánh chết mày. Hồng quay sang thì thấy có một người con gái đang bị một đám người vây quanh. Tiếng quát tháo vừa rồi phát ra từ miệng của một người đàn bà to béo ục ịch, nhìn có vẻ đã luống tuổi. Hồng thấy cách ăn mặc toàn gấm vóc của bà ta thì đoán rằng người phụ nữ này giàu có lắm. Rồi người đàn bà to béo phốc pháp kia cứ xông vào chỗ cô gái tội nghiệp mà vả đôm đốp khiến cho cô ta ngã lăn quay ra đất mồm miệng toàn là máu me đỏ lòm. Nhìn thấy cảnh ấy mà tự nhiên Hồng thấy dùng mình sợ hãi. Cô gái trẻ nằm lăn lộn dưới đất, chỉ biết lên tiếng van xin. Tôi xin bà, không phải như những gì bà thấy đâu, con bị... Cô gái kia còn chưa nói hết câu, thì một lần nữa đã bị bàn tay to như hộ pháp của người đàn bà to béo, dáng thẳng vào mồm. Cái loại gãy đĩ giả mồm, mày còn dám mở mồm ra, van xin nữa à? tiếng thét đầy giận dữ của người đàn bà kia lại vang lên. Ngay lập tức, cô gái trẻ im bặt. Cô nhổ ra một ngụm máu đỏ lòm kèm theo mấy chiếc răng bị rụng lẫn trong đó. Dường như còn chưa thỏa mãn, người đàn bà to béo kia ra sức lấy chân đá vào người cô gái trẻ tội nghiệp, không một mảnh vải che thân đang nằm quằn quại trên mặt đất. Cô ta không còn lên tiếng van xin nữa, cũng có khi là cô ta chẳng thể nào mở mồm ra nổi sau khi bị đánh đến hộc mẫu mồm máu mũi ra như thế. Hồng sợ hãi định chạy ra khỏi nơi quỷ quái này, nhưng hai chân cô cứ mềm nhũn ra, người run lên bẩn bật. Sợ đám người kia mà phát hiện ra mình có mặt ở đây, thì kiểu gì chúng cũng sát hại cô để bịt đầu mối. Thế là Hồng cố gắng nép người vào một bụi cây gần đó. Người đàn bà to béo ục ịch vẫn chút giận lên người cô gái trẻ bằng những cú đấm đá thẳng tay. Còn cô gái trẻ kia cũng chẳng dám chống cự, chỉ biết cố gắng mà lùi lại phía sau để tránh cơn tịnh độ của người đàn bà trước mặt thế nhưng chỉ lát sau thì cô chẳng thể nào lùi thêm được nữa vì đã chạm vào thành giếng người đàn bà nhìn thấy cô gái không còn đường lui cả người run lên như con cầy sấy thì ngẩng mặt lên trời một cách khả ố còn quỷ cái xem mày còn chạy đi được đằng nào thế rồi bà ta lao đến chỗ cô gái trẻ tốm lấy tóc rũ rượi của cô mà đập bôm bốp vào thành giếng. Cứ thế bà ta dồn hết sức lực vào đôi tay to béo như hộ pháp của mình mà ra sức đập đầu cô gái trẻ vào thành giếng. Chẳng hiểu sao trong giây phút đó, Hồng cảm thấy như mình vừa nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô gái trẻ tội nghiệp kia. Thế nhưng lúc này cô đang sợ hãi đến mức cực độ trước màn tra tấn tàn nhẫn nên cũng không dám lên tiếng. Một lúc sau người đàn bà độc ác kia mới dừng lại, hồng thấy bà ta thở hồng hộc như trâu cắt tiết vì quá mệt khi bà ta thả túm tóc cô gái trẻ ra cả người cô gái đổ gục xuống nền giếng như một cục thịt cô ta đã chết cái đầu bị đập nát bét máu từ vết thương chảy xuống phủ khắp mặt nhìn vô cùng đáng sợ thấy cô gái đã chết thì một người đàn ông giống như người làm đứng gần đó mới dám lên tiếng bẩm bẩm bà cô ta chết rồi Trước thái độ sợ hãi của những người làm công, người đàn bà kia vẫn chẳng bộc lộ chút sợ hãi. Dường như cơn tức giận trong lòng bà ta vẫn chưa nguôi ngoai đi chút nào. Nhìn xuống cái xác cô gái, hai mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn mình như muốn thách thức, thì mụ ta lại lồng lộn lên như con thú hoang. Mụ nói mà như rít lên qua kẽ răng. Mày giỏi lắm, chết rồi, mà vẫn còn dương mắt lên nhìn tao à? Đúng là đổ đĩ thỏa nói rồi mụ quay sang mấy người làm công ở phía bên cạnh mà ra lệnh chạy về lấy con dao nào sắc nhất ra đến cho tao anh làm công vừa nhìn thấy ánh mắt vằn vẹn những tia máu đỏ của bà chủ thì sợ hãi lắm không dám chậm trễ anh ta ba chân bốn cẳng chạy ngay đi một lát sau anh ta chạy ra trên tay là một con dao bầu sáng loáng dạ bẩm bà dao dạ của bà đây ạ à? đợi bà chủ cầm lấy con dao thì anh này vội lùi lại có lẽ anh sợ trong cơn tức giận người đàn bà trước mặt sẽ xin cho anh một phát thì toi mạng hồng đang nấp ở trong bụi cây gần đấy cũng run lên vì sợ từ bé đến lớn cô chưa bao giờ chứng kiến một vụ giết người dã man như vậy cô tự hỏi không biết người đàn bà to béo kia là ai mà lại độc ác đến thế bà ta giết người mà không sợ pháp luật ư bỗng một tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hồng dù sao nó cũng chết rồi bà định làm gì với cái xác của nó nữa đây hồng nhìn về phía đó thì nhận ra người vừa nói là người đàn ông trạc tuổi người đàn bà kia nhìn cách ăn mặc của hai người đó khác hẳn với những người xung quanh cô đoán đó là chồng bà ta thấy chồng lên tiếng người đàn bà ác độc kia khẽ nhếch mép cười một nụ cười nham hiểm Sao? Nó chết rồi mà ông vẫn còn thương tiếc nữa sao? Đã thế, tôi cũng nói chồng biết nhá. Tôi sẽ rạch nát cái mặt nó ra. Để kiếp sau, tôi không còn dám đi quyến rũ đàn ông được nữa. Nói rồi bà ta đẩy chồng mình sang một bên, rồi tiến đến bên xác cô gái trẻ đang nằm trên mặt đất, rồi dùng mũi dao nhọn hoắt mà rạch những vết chẳng chịt lên mặt cô gái. Vừa rạch bà ta vừa cười sằng sặc như có vẻ thích thú lắm khi gương mặt cô gái đã nát bét thì bà ta mới túm tóc lật ngửa mặt cái xác lên rồi hỏi chồng ông nhìn chút kỹ đi nhá những kẻ nào mà dám lén phén với ông sau lưng tôi thì cũng sẽ có một cái kết tương tự thậm chí còn thể thảm hơn nữa cơ người đàn ông kia nhìn thấy gương mặt cô gái trẻ bị dạch nát bét không khỏi kinh hãi hai chân như khuỵu xuống May mà anh người làm đứng bên nhanh tay đỡ kịp, không thể ông ta đã ngã lằn xuống đất. Người đàn bà kia nhìn thấy chồng sợ hãi đến tái mặt đi thì có vẻ hả hê lắm. Xem ra chiêu bài dằn mặt chồng của bà ta đã thành công mỹ mãn. Bà ta nhếch mép cười. cười. Thế nào? Bây giờ, ông còn có muốn âu yếm con người tình trẻ này nữa không? Lão kia vội xua tay. Không, không, tất cả là nó dụ dỗ tôi không, liên quan gì đến tôi cả người đàn bà ném cho chồng một ánh nhìn khinh bỉ rồi vằn mắt lên với anh người làm Chứ mày còn đứng chờ ra như phỗng thế nữa à vứt nó xuống giếng đi rồi lấp đi cho tao đám người làm dù sợ hãi lắm nhưng cũng không dám chống lệnh bà chủ vội vàng ném cái xác cô gái xấu xố kia xuống dưới giếng, giếng một tiếng tủm vang lên hồng cảm nhận được nước bắn lên tùng tóe bắn cả vào mặt cô cô đưa tay lên vuốt mặt thì chết điếng người khi nhận ra nó không phải là nước mà là máu những giọt máu đỏ kèm theo một mùi tanh tưởi bay sọc vào mũi hồng sợ quá mà hét toáng lên cô giật mình tỉnh lại thấy mình vẫn đang nằm trong căn buồng quen thuộc thì mới biết khi nãy chỉ là một cơn ác mộng mồ hôi trên người cô túa ra như tắm thấy căn phòng quá ngột ngạt Hồng đưa tay ra đẩy cánh cửa sổ cho rộng ra thêm chút nữa cho thoáng. Thì một lần nữa cô lại như chết điếng khi thấy một cái bóng người, con gái ngoài vườn đang nhìn về phía mình chằm chằm. Vừa thấy ánh mắt đó cả người Hồng lại run lên như người rốt rét. Sao mà nó giống với cái ánh mắt của cô gái trong giấc mơ khi nãy nhìn về phía cô như muốn cầu cứu. Một cơn gió thổi qua xong cửa làm cho Hồng thấy tỉnh táo hơn cô nhìn lại thì không thấy cái bóng trắng kỳ đầu nữa hồng vội đưa tay ra khép chặt cánh cửa lại mặc dù người cô vẫn đang đóng hầm hập quá sợ hãi cô nằm chằn chọc mãi mới ngủ lại được mới tờ mờ sáng hôm sau hưng đã đem một giỏ cá to tướng về nhà bà loan cũng hái thêm mấy mớ rau ngoài vườn rồi bà và con dâu dẫn nhau đi chợ nửa buổi sáng hai mẹ con bà dẫn nhau về Ông Thái đã đi làm trên xã, chỉ còn mỗi hưng đang cởi trần trùng trục, đan mấy tấm đó ở trước hiên nhà. Vừa nhìn thấy một quần thâm đen trên mắt vợ, hưng đã nhận ra ngay đêm qua vợ mình mất ngủ. Anh lên tiếng kêu. Hôm qua, mới thiếu hơi chồng có một đêm, mà đã không ngủ được hay sao mà mắt thâm quần như con gấu trúc thế kia. Hồng biết là Hưng có ý treo mình, nhưng có mặt mẹ chồng ở đấy nên cô cũng hơi ngại. Hai má cô bỗng đỏ lực lên, Cô khẽ nháo vào tay chồng một cái rồi lờ mắt. Toàn đã nói linh tinh. Đêm qua em mơ thấy ác mộng, em mới mất ngủ thôi, ai mà thèm nhớ anh. Nhìn vợ chồng con trai treo nhau, bà Loan cũng khẽ mỉm cười, rồi dặn hồng. Bổ bí là người yếu lắm đấy con ạ. À. Cố gắng ăn ngủ điều độ, không có ngã bệnh ra đấy thì khổ. Hồng bỏ qua những lời trêu chọc của chồng, cô liền kể lại đầu đuôi giấc mơ đêm qua cho hai mẹ con bà Loan. Còn chưa nghe hết câu chuyện, Hưng đã ôm bụng cười ngặt ngẽo. Hồng biết chồng không tin những gì cô nói nên xị mặt ra rồi nói dỗi. Anh nghĩ em bịa ra chỗ đấy để hù mọi người sao? Em xin thề, nó thật lắm. Em cảm thấy như bị đang chứng kiến tận mắt chuyện giết người ghê rợn đó cơ mà. Phải một lúc sau thì Hưng mới ngừng cười rồi nhìn vào âu yếm thì anh có nói là em bịa chuyện đâu Nhưng mà Nghe em kể đến đoạn Họ ném xác xuống dưới giếng Em thì nấp vào tận đầu tận đâu Mà máu còn bắn được ướt lên mặt thì mới tải chứ Thì thế mới là giấc mơ Mà nếu lúc ấy không thấy máu trên mặt Thì chưa chắc em đã rú lên Mà thoát ra được khỏi cơn ác mộng đi đâu Thấy vợ chồng Hưng có vẻ sắp cãi nhau đến nơi Bà Loan lên tiếng giảng hòa Thôi Mẹ thì mẹ nghĩ là con có chữa nên mệt mỏi sinh ra mộng mị đã thôi. Cố ăn uống tính dưỡng cho nó khỏe. Chỉ còn mấy tháng nữa là sinh em bé rồi. Mà này, từ nay đừng có nhắc gì tới mấy cái chuyện ma quỷ mộng mị nữa đâu nhá. Bố mày là nghe thấy, ông ấy lại lên lớp cho một trận nữa đấy. Hồng thấy mẹ chồng nói thế thì cũng không tranh cãi nữa. Nhưng trong thâm tâm của cô vẫn cho rằng những thứ mà mình nhìn thấy đêm qua là sự thực. Chỉ có điều cô không biết phải nói sao để mẹ con bà Loan tin chuyện đấy. Cả bà Loan và Hưng nghe xong câu chuyện mà Hồng kể thì cũng chỉ nghĩ đó là một cơn ác mộng nên cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó. Thế nhưng từ sau cái đêm hôm ấy thì trong nhà ông Thái bắt đầu xảy ra những chuyện lạ. Khởi đầu từ con mèo Mun, số là nhà ông Thái có nuôi một con mèo đen đặt tên là Mun. Con mèo này ông bà nuôi cũng đã được gần 6 năm rồi. Ban đầu chỉ định nuôi cho vui, khi nào nó lớn lên thì đem ra giết thịt làm một bữa nhậu thế nhưng con môn càng lớn càng bất chuột giỏi từ ngày con nó nhà ông Thái không thấy xuất hiện bóng dáng của một con chuột nào ngay cả vườn rau trước cửa khi xưa đám chuột hay rủ nhau đến cắn phá lắm ông Thái đã thử qua các kiểu nào là bẫy nào là đánh bả thậm chí ông còn có lần bực quá mua dây điện trần về để rào điện xung quanh đấy ấy vậy mà lũ chuột quái quỷ kia vẫn chẳng coi ra gì cứ đến đêm là chúng kéo nhau vào vườn rau mà cắn cho bằng sạch cứ mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn luống rau đang xanh tốt mơn mởn bị chuột cắn nham nhở, có cây còn bị súng đào tận gốc mà vợ chồng ông Thái thấy ứa nước mắt. Thế là biết bao nhiêu công lao chăm sóc vun trồng đã đổ xuống sông xuống bể chỉ vì lũ chuột chết tiệt ấy. ấy vậy mà từ khi có con môn ở trong nhà, lũ chuột sợ bị con môn sơi tái nên cũng chả dám mò tới phá hoại nữa. Ông bà chồng rau gì thì được rau nấy. Chuyện chẳng có gì đáng nói cho tới một hôm, hồng vô tình thấy con môn có những biểu hiện rất lạ thỉnh thoảng nó đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc chổi rơm ở hiên nhà bỗng chốc nó bật dậy nhìn ra phía ngoài vườn mà sù lông lên dựng đứng như dọa dẫm hồng lấy làm lạ cô đưa ánh mắt nhìn theo hướng con mèo đang nhìn nhưng cô chẳng thấy gì ngoài đó chỉ là một vành vườn trống thế nhưng dạo gần đây tần suất cô nhìn thấy con mèo sù lông cứ ngày một tăng lên và chẳng hiểu sao cứ mỗi lần khi nhìn thấy con mèo sổ lông lên như để đe dọa dạ một thế lực vô hình nào đó thì bất chợt Hồng lại cảm thấy dùng mình lạnh sống lưng. Một buổi tối, Hồng vừa rửa xong đống bát đũa đi vào nhà thì thấy sau lưng thổi tới một cơn gió lạnh. Con môn vừa ăn xong bát cơm trộn cá đang nằm cuộn tròn ở trên chiếc chổi rơm trước hiên nhà thì bất chợt ngẩng đầu lên. Chẳng hiểu con mèo nhìn thấy cái gì mà nó bỗng chốc kêu lên từng tiếng giận dữ con mèo mở đôi mắt sáng quắc xanh lét như ánh lửa ma chơi ngước nhìn ra ngoài vườn rồi lao đi như một mũi tên con môn lao nhanh ra vườn nhờ có ánh đèn hắt ra từ chỗ sân giếng mà hồng thấy con mèo như đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình nào đó thậm chí lúc cô còn thấy nó đứng dựng lên bằng hai chân sau hai chân trước thì cứ thế dùng những bóng vuốt sắc nhọn để vả và vào không khí hồng như chết lặng cô cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn con mèo môn với những biểu hiện lạ mà tự nhiên trong lòng thấy bất an. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, làm Hồng kêu lên kinh hãi. Khi quay mặt lại, thì cô thấy mẹ chồng mình đang đứng trước mặt. Bà Loan cũng lộ rõ vẻ kinh hãi, hai tay ôm lấy ngực thở dốc. Mẹ thấy, mẹ đứng như trời chồng ở đấy, tưởng mày làm sao, mới chạm nhẹ vào người, mà mày đã la lên làm cho mẹ cũng sợ hết cả hồn hồng biết mẹ chồng có ý trách mình nhưng do sợ hãi mà không nói nên lời cô quay về hướng con mèo khi nãy mà chỉ tay ra đấy bà loan nhìn theo hướng con dâu chỉ chẳng thấy gì chỉ thấy có mỗi con mèo môn đang lững thững đi lại phía mình bà lên tiếng hỏi ngoài kia có thứ gì hay sao hồng không trả lời ngay câu hỏi của mẹ chồng cô lấm lét nhìn ra ngoài vườn thì thấy con mèo môn trở về với trạng thái bình thường nó tiến đến chân cô rối rối như muốn âu yếm thì mới bớt căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới đáp lại. Vừa nãy, còn thấy con môn nhà mình lạ lắm. Nó đang nằm cuộn tròn ngủ ngon lành, thế mà tự nhiên bật dậy, rồi lao như tiếng bắn ra ngoài vườn. Chỗ hôm trước mà nhà mình đào vài chiếc giếng ấy. Nó cứ sủ lông lên, như là đang đánh nhau dữ dội lắm. Thế mà con cố gắng căng mắt lên nhìn, cũng chả thấy gì ngoài con môn cả. Bà Loan khẽ mỉm cười nhìn con dâu. Ôi dào ơi, thế mà mẹ tưởng có chuyện gì? Bọn mèo nhiều khi nó có những hành động kỳ quặc lắm. Con người không hiểu được đâu. Tôi kệ chúng nó đi. Nhưng mà mấy hôm nay, nhiều lúc con cứ loáng thoáng nhìn thấy cái bóng sáng ngoài vườn. Liệu có khi nào đấy là... Bà Loan biết con dâu định nói đến chuyện gì, bà vội gạt đi ngay. Con cứ hay cả nghĩ, mẹ sống bằng này tuổi đầu rồi, mà đã thấy con ma mặt mũi ngang dọc nó ra làm sao đâu. Rồi như để trấn an con dâu, bà chỉ tay ra ngoài vườn mà nói. Lần sau mà con nhìn thấy nó, thì cứ gọi cho mẹ. Mẹ sẽ lấy dao mà băm nát mặt nó ra. Để xem lần sau, nó còn dám quấy dày nhà mình nữa không nhé. Nói rồi bà kéo con dâu vào trong nhà. Hai mẹ con bà đâu biết rằng ở một góc khuất ngoài vườn, ẩn sau những tán lá rậm rạp, có một thân ảnh mờ ảo như sương khói đang nhìn mẹ con bà với ánh mắt đầy giận dữ. Còn môn cũng lững thững đi theo sau, thỉnh thoảng lại dương ánh mắt xanh lét, nhìn lại phía sau lưng như đang đề phòng thứ gì đó. Tối hôm đó Hưng lại đi bờ sông cất vó, Hồng dọn dẹp xong thì cũng vào giường đi ngủ. Chẳng hiểu sao từ sau cái đêm gặp ác mộng thì Hồng cứ bị ám ảnh bởi giấc mơ đó, khiến cho cô cảm thấy hết sức mệt mỏi. Nhờ lúc cô còn tự trách mình đã quá hèn nhát, không dám ra tay để cứu cô gái tội nghiệp kia hễ màn đêm buông xuống là trong đầu cô lại trỗi dậy một nỗi lo sợ mơ hồ cô sợ phải một mình nhiều lúc cô muốn nói với chồng muốn anh ở nhà không đi cất vó đêm nữa thế nhưng cô cũng hiểu đây là nguồn thu nhập chính của vợ chồng cô nếu không đi thì lấy gì mà sống lại còn phải chuẩn bị một ít tiền cho đứa trẻ sắp ra đời nữa chứ biết vậy nên cô không dám mở lời nói với chồng những suy nghĩ của mình Suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi cô cũng mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Chả mới chốc, màn đêm đặc đã bao trùm lấy căn nhà nhỏ của gia đình ông Thái. Ngoài vườn chỉ còn nghe thấy tiếng dế rên y ỉ và những tiếng chó sủa ma nhấm nhẳng từ phía xa xa vọng về. Đến tầm nửa đêm, bà Loan giật mình tỉnh giấc. Bà thấy bụng mình căng cứng. Có lẽ do tối nay tiếc bát canh của ngon quá, không nỡ đổ đi nên bà uống cố, thành ra bây giờ mới buồn đi tiểu giữa đêm khuya như vậy. Bà Loan lật đật ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, bước ra ngoài vườn. Còn chưa kịp kéo quần xuống đáy thì bà Loan đã giật thoát mình khi nhìn thấy một người con gái đang ngồi vắt vẻo trên miệng giếng. Mái tóc cô ta xóa dài, lại ngồi quay lưng về phía bà. Bà Loan nghĩ ngay đến cô con dâu của mình. Nhà này chỉ có mỗi bà và con Hồng là đàn bà con gái. Chả phải nó thì còn ai vào đây nữa. Bà khẽ lầm bầm trong miệng, Chết chùa! Con hồng bị giỏ hơi hay sao mà đêm hôm khuya khuất lại mò ra ngoài giếng mà ngồi? Đã thế lại còn ngồi treo leo trên miệng giếng thế kia nữa chứ. Không khéo ngã lộn cổ xuống giếng thì chỉ có nước chết mà thôi. Nghĩ tới an nguy của đứa con dâu và đứa cháu trong bụng, bà Loan thấy tỉnh táo hẳn lên. Bà nghĩ ngay tới khả năng là con hồng bị mộng du. Bà Loan cũng quên luôn mục đích của mình ra ngoài vườn là đi đái nên vội vàng bước lại chỗ con gái bà mà bà cứ đinh ninh trong đầu là con dâu mình. Bà đi hết sức nhẹ nhàng, sợ làm con bé hoảng sợ lại ngã xuống dưới giếng. Do quá căng thẳng, bà Loan không nhận ra rằng ánh trăng rằm sáng vàng bạc khi nãy đang dần dần mở đi bởi một làn sương khói mở nhạt bao trùm lên khắp khu vườn. Khi đã tiến tới rất gần người kia, bà Loan mới cất tiếng nói nhẹ nhàng. Hồng ơi! Hồng! Sao lại ngồi đây thế hả à con? Thế nhưng, người kia vẫn không trả lời lại, cũng chẳng có chút phản ứng gì. Vẫn ngồi quay lưng lại với bà. Bà Loan lại cất tiếng gọi thêm lần nữa. Hồng! Hồng ơi! Con! Còn chưa nói hết câu, thì miệng bà đã cứng đơ ra như vừa bị trúng gió. Đột nhiên người con gái kia quay ngoắt mặt lại, mặt đối diện với bà Loan. Và cũng đúng lúc đó lại có một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, khiến cho mái tóc trước mặt cô gái bay lên bà loan hoảng hồn khi nhận ra đó không phải là con dâu bà mà là một người con gái khác nhìn cô ta lạ hoắc chắc chắn không phải là người làng này vốn là người cứng vía bà loan rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh bà chỉ vào mặt cô gái mà nói bằng giọng gây gắt bố tiên sư nhà mày làm bà hết hồn mày là đứa nào nhà ở đâu nửa đêm nửa hôm chui vào vườn nhà bà làm gì trước hàng loạt câu hỏi của bà loan Cô gái kia vẫn chẳng nói gì, chỉ giơ tay ra trước mặt rồi chỉ tay về góc vườn, nơi mà gia đình bà đào phải chức giếng hôm trước. Bà Loan có hơi trột dạ, thế nhưng bà gạt đi ngay cái ý nghĩ ma quái vừa thoáng hiện ra trong đầu, rồi cất giọng hỏi lại. Tiền sư bố con điên này, bà là bà không có đùa với mày đâu nhá. Nói ngay, mày là ai? Sao nửa đêm nửa hôm chui vào vườn nhà tao làm gì? Trước thái độ hùng hổ của bà Loan, người con gái lạ mặt kia vẫn cứ ung dung ngồi vắt vẻo trên thành giếng hai chân còn đung đưa qua lại như kiểu cố tình chọc tức bà rồi bất chợt cô ta ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt bà loan và hỏi một câu thật lạ lùng bà có thật sự muốn biết tôi là ai không thấy đứa con gái trước mặt cũng chỉ ngang tuổi con dâu bà mà ăn nói sắc láo bà loan xông tới định lôi nó xuống khỏi miệng giếng rồi vả cho nó mấy cái cho bỏ ghét sau đó gô cổ nó lại mà giải lên công an vì dám xâm nhập vào nhà bà trái phép. Thế nhưng vừa mới chạm vào da thịt của nó thì bà Loan đã vội ruột tay lại. Bà cảm giác như mình vừa cầm vào một tảng băng. Bà lắp bắp hỏi Mày, rốt su cuộc mày là ai? Cô gái lạ kia nhìn thẳng vào mắt bà Loan rồi cười lên một chàng dài ghê giận. Tao là ma, là ma đấy. Mày hài lòng chưa? <laughs> Tiếng cười vang lanh lành, giữa đêm khuya tĩnh mịch, như xoáy sâu vào từng dây thần kinh trong đầu bà. Chẳng cần nói cũng biết bà Lan lúc này đã sợ hãi đến rụng rời chân tay. Bà ngã quịch xuống đất, hai mắt vẫn dán chặt vào từng cử động của con ma nữ trước mặt. Nó vẫn nhe răng ra cười với bà, thế nhưng bây giờ không phải là một khuôn mặt xinh đẹp khi nãy nữa mà thay vào đó là bộ dạng vô cùng gớm ghiếc. hai con mắt trắng dã như muốn lồi cả ra ngoài quần áo ướt sũng một thứ nước hôi thối từ người cô ta rỉ ra nhỏ cả xuống giếng tạo thành những âm thanh tí tách cô đi cô đi tổ ma quỷ bà Loan vừa đuổi lại phía sau vừa cố xua đuổi con ma nữ trước mặt đừng tới gần bà Thế nhưng con ma nữ kia đâu dễ dàng buông tha. Chẳng hiểu từ khi nào trên tay nó đã xuất hiện một chiếc dao bầu sáng loáng. Từ miệng nó lại phát ra thứ âm thanh trầm độc đến ghê người. Chẳng phải lúc tối bà muốn chém hát mặt tôi sao? Chém đi, chém đi. Nói rồi con ma nữ ném thẳng con dao bầu xuống trước mặt bà Loan như thách thức Bây giờ thì bà Loan đã hiểu lý do tại sao con ma nữ lại hiện ra để dọa bà. Đúng là lúc tối bà có nói với con Hồng, bà là nếu có nhìn thấy con ma quỷ gì thì cứ gọi bà, bà sẽ lấy dao băm nát mặt nó ra, xem lần sau nó có dám trêu chọc con dâu bà nữ không. Bà cứ ngỡ mình chỉ nói vô vơ để trấn an con dâu thôi, ai rẻ cái thứ ma quỷ kia nó lại nghe thấy và bây giờ nó lại đang đứng trước mặt bà thật. Lúc này bà thấy hối hận thì đã muộn, Bà không ngờ được rằng cái thứ mà người đời vẫn gọi là ma quỷ, vốn dĩ không tồn tại. Ai ngờ bây giờ nó lại đang đứng lù lù trước mặt bà. Đúng là họa từ miệng mà ra. Còn chưa biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống chớ treo này, thì con ma nữ đã cúi xuống. Nó dùng đôi bàn tay thối giữa, nhăm nhở mà nhặt con dao lên. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, bà Loan co dò bỏ chạy. Con ma nữ vẫn đứng đó nhìn bà mà cười khảnh khạch. <laughs> còn chưa chơi xong mà Chạy đi đâu <laughs> Bà Loan cứ thế Ba chân bốn cẳng bỏ chạy Bà chẳng còn biết mình chạy đi đâu nữa Chỉ nghe thấy bên tai tiếng gió gào giết điên cuồng Bóng dáng căn nhà quen thuộc Cứ mờ ảo hiện lên Ở phía trước mặt bà Mà bà chạy mãi cũng chưa tới Mệt quá bà ngồi phịch xuống đất thở dốc Một mùi hôi thối tẩm lậm sọc vào mũi bà Bà định tìm kiếm xem nó là thứ gì. Thế nhưng, vừa ngẩng đầu lên, thì bà đã hét lên một tiếng để kinh hãi. Khuôn mặt trắng bệch đang thối giữa nham nhở của con ma nữ đang dí sát ngay mặt bà. Một luồng hơi lạnh áp thẳng vào mặt. Tim bà như muốn vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. <laughs> Chưa chơi xong, đừng hỏng thoát khỏi tay ta. Tiếng nói âm u lạnh lẽo của con ma nữ lại một lần nữa cất lên ngay bên tai bất chợt tiếng con dao bầu bị ném xuống đất ngay trước mặt bà loan do đã quá mệt mà chẳng thể nào nhấc chân bỏ chạy được nữa chỉ biết cố lê lết lại phía sau được chừng nào tốt chừng ấy con ma nữ cầm con dao bầu lên khua khua trước mặt bà loan thách thức sao đây? mày có giỏi bấm nát mặt tao ra xem nào thế nhưng lúc này dù có các vàng bà Loan cũng chả dám làm cái chuyện tẩy đình ấy. Cả người bà cứng đơ ra như một pho tượng gỗ vô hồn. Một dòng nước khai rình ở đũng quần cứ thế dỉ ra, ướt đẫm chiếc quần bà đang mặc. Tình trạng thảm hại của bà Loan khiến cho con ma nữ cười ré lên. <cười> Vừa nãy con hùng hổ lắm chứ mà. Sao bây giờ mà lại trơ ra như vỗng vậy hả? Mở to mắt ra mà xem. Tao làm mẫu đi này Bà Loan cứ nghĩ con ma nữ sẽ dùng con dao sắc lẻm kia Mà bổ vào mặt mình Nhưng không phải vậy Cô ta cầm con dao bầu rực tự chém vào mặt mình Giữa đêm khuya thanh vắng Chỉ nghe thấy tiếng con dao chạm vào da thịt bồm bộp Khi lưỡi dao vừa chạm vào mặt con ma nữ Thì một chất dịch nhầy nhụa Hôi thối như mùi xác chết đang phân hủy Bắn thẳng vào mặt bà Loan từng miếng thịt thối giữa cũng theo đó rơi lột bộp xuống đất để trơ ra những mảnh xương trắng hếu. Chẳng thể làm được gì, bà Loan cứ dương mắt lên nhìn con ma nữ tự chém vào mặt mình đến nát bét cả da. Và khi đã bong chán tay, con ma nữ hướng con dao về phía bà Loan mà cười khổng khục. <laughs> Nào, bây giờ, đến lượt bà nhá. <laughs> Vừa nhìn thấy bóng con dao bổ xuống mặt mình, bà Loan đã sợ quá mà ngất liệm đi. Khi bà Loan tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh là gương mặt lo lắng của chồng con. Bà bỗng ngồi bật dậy rồi chạy một mạch ra chỗ chiếc gương treo trên tường mà soi bóng mình vào đó. Bà thở phào nhẹ nhõm khi thấy gương mặt bà vẫn còn lành lặn. Bố con ông Thái chẳng hiểu nổi thái độ kỳ quặc của bà, định chạy lại hỏi thì lại thấy bà ngã gục xuống đất ngất liệm đi. Cả đêm hôm đó, bố con ông Thái chẳng thể nào ngủ nổi, cứ ngồi quanh giường bà Loan, cầu trời khấn Phật cho bà sớm tỉnh lại. Sáng hôm sau thì bà Loan cũng tỉnh lại, bà thấy khát khô cổ họng, người thì mệt mỏi dã rời. Bà cất tiếng thèo thảo. Nước, cho tôi xin ngủ nước. Hưng nhanh chân đứng dậy, rót đầy một ca nước đưa lại cho mẹ. Bà Loan nhận lấy ca nước từ tay con trai, run rẩy đưa vào miệng phải cố gắng lắm bà mới uống hết được cốc nước hưng thấy mẹ đã tỉnh lại liên cất tiếng hỏi đêm hôm qua chuyện gì xảy ra với mẹ vậy bà loan mệt mỏi chẳng thèm trả lời câu hỏi của con trai bà vừa cảm thấy đói và mệt người chẳng còn chút sức lực nào nữa lúc này hồng cũng bưng bột bát cháo hành vẫn còn nóng hổi đi vào bố con ông thái dìu bà loan dậy hồng lấy thìa đút từng miếng cháo nhỏ cho mẹ chồng sau khi ăn xong bắt cháo thì bà Loan mới thấy tỉnh táo hơn. Bà nhận ra ba bố con ông Thái, hai mắt thâm quầng, mặt người nào cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, căng thẳng. Bà Loan biết có lẽ đêm qua vì quá lo lắng cho bà nên không ai ngủ được. Suy nghĩ một lát bà liền quay sang bảo vợ chồng con trai. Mẹ ổn rồi, chắc đêm qua hai đứa vì mẹ vất vả nhiều rồi. Thôi, tranh thủ về phòng chập bắt đi một chút đi cho đỡ mệt vợ chồng hưng dù rất mệt nhưng vì lo lắng cho mẹ nên vẫn muốn ở lại thế nhưng bà loan cứ một mực xua tay đuổi ra mẹ nói mẹ khỏe rồi mà cả con cứ về phòng nghỉ ngơi đi trước sự kiên quyết của bà loan hai vợ chồng hưng đành phải dẫn nhau ra ngoài nhưng cũng không quên căn dặn vậy mẹ cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé cần ăn gì thì cứ bảo chúng con bà loan đợi cho hai vợ chồng con trai ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi mới liếc qua nhìn về phía chồng đã mấy lần bà định nói gì đó nhưng lại thôi ông thái nhìn thấy thái độ của vợ thì cũng nhận ra ông mở lời trước bà có chuyện gì muốn nói riêng với tôi đúng không bà loan lấm lét nhìn chồng rồi hạ giọng chắc ông đang thắc mắc chuyện gì xảy ra đêm qua với tôi đúng không tôi sẽ nói cho ông biết nhưng mà ông phải bình tĩnh và hứa là không được quát tháo ẩm lên thì tôi mới dám nói Ông Thái thấy, thấy vợ cứ dạo trước đón sau thì cũng khẽ gật đầu. Thôi được rồi. Vợ chồng, đầu ấp tay gối với nhau mấy chục năm trời. Có chuyện gì? Bà có nói giờ đi. Tôi hứa sẽ không quát tháo mắng trời bà. Như thế được chưa nào? Bà Loan lại đánh mắt ra cửa lần nữa để chắc chắn vợ chồng thằng Hưng không vô tình bước vào lúc này giờ mới bắt đầu kể lại những chuyện ma quái đã xảy ra với bà đêm hôm qua ở ngoài vườn. Bà cứ ngỡ nghe xong những gì mình kể thì một người vô thần lại bảo thủ như ông Thái kiểu gì cũng nhảy dựng ngược lên. ấy thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của bà ông Thái vẫn ngồi im lặng. Một lát sau ông mới lên tiếng. Tôi cứ ngỡ đêm qua mình ngãi ngủ nên hoa mắt nhìn nhầm. Không ngờ đúng lại là sự thật. Bà Loan giật mình thẳng thốt bà vội nắm lấy tay chồng mà hỏi. Ông... Thì ra ông cũng nhìn thấy nó sao? Đúng vậy. Khi tôi bước chân ra vườn, thấy rõ ràng có bóng dáng một đứa con gái. Con trẻ lắm. Những gương mặt thì bị băm nắp bét, đằng dơ con dao bầu, bồ về phía bà. Từ giờ đến này tôi vẫn luôn tự hào là người cứng vía. ấy vậy mà, trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Cũng mày ngày lúc đó, chẳng hiểu con môn từ đâu xuất hiện nó kêu lên một tiếng rồi lao vút tới chỗ thứ quỷ quái kia nó kêu rú lên một tiếng rồi biến mất ngay lập tức tôi mừng quá vội bế bà vào nhà rồi đánh thức vợ chồng thằng hưng dậy từ lúc đó tới giờ tôi cũng hoang mang lắm không biết mình hóa mắt nhìn nhầm hay thực sự là đã nhìn thấy thứ ghê tởm đó mày quá dù sao thì đêm qua chính mất ông cũng nhìn thấy nó vậy mà tôi còn cứ lo không biết phải nói làm sao để ông tin là trong vườn nhà mình có mấy cái thứ không sạch sẽ đâu nữa. Rồi bà chợt buông ra một tiếng thở dài. <laughs> Dạo gần đây, con Hồng cứ hay gặp ác mộng. Thậm chí, có lần hai mẹ con ngồi tỉ tê, nó còn bảo là tận mắt nhìn thấy có cái bóng trắng lờn vờn ngoài vườn. Nhưng mà tôi lại chẳng tin, điện gạt phát đi, cho là con bé đang bầu bí nên mơ mộng linh tinh. Ai sẽ? tuy lại là sự thật mới chết chứ. Ông Thái nghe thấy vợ nói thế thì không khỏi ngạc nhiên. Bà bảo sao? Con Hồng cũng đã nhìn thấy thứ quái quỷ đó. Sao bà không nói cho tôi biết? Bà Loan lướt xéo chồng một cái rồi nói bằng một giọng trách móc. Nói làm sao được? Từ xưa đến nay, ông là người chúa ghét mấy chuyện ma tả quỷ quái. Nói với ông để mà ông mắng té thắt vào mặt mẹ con tôi à? Ông Thái nghe vợ trách móc thì cũng chẳng nói được gì. Đúng là từ xưa tới nay, ông vẫn không tin rằng trên đời này tồn tại mấy thứ mà người ta vẫn hay gọi là ma quỷ. Ông chỉ cho rằng đó là mấy câu chuyện người ta theo dệt ra để dọa đám con nít mà thôi. Bằng chứng là suốt bao nhiêu năm lăn lộn trên chiến trường, thậm chí ăn ngủ cả bên xác đồng đội mà đã bao giờ ông nhìn thấy ma quỷ bao giờ đâu. Bên tay ông lại vang lên tiếng của vợ. Ông cứ nghe tôi, đừng nói gì cho vợ chồng thằng Hưng biết vội nhé. Đặc biệt là con Hồng, đang bụng băng dạ chửa nên dễ bị kích động lắm ông thái chỉ khẽ gật đầu thực ra chẳng cần bà loan nhắc nhở thì ông thái cũng tự biết đến chuyện ấy hồng đang mang thai đứa cháu đích tôn nhà ông ông không muốn con bé lo lắng mà ảnh hưởng đến cái thai trong bụng sau một đêm thức trắng ông cũng đã mệt rũ người cũng may hôm nay là chủ nhật nên không phải đi làm tức là ông leo lên nằm xuống bên cạnh vợ rồi lăn quay ra ngủ khi ông Thái mở mắt thức dậy thì đã chẳng thấy bà Loan đâu nữa. Ông đứng dậy, xỏ dép đi ra ngoài, bắn bị thuốc lào cho tỉnh táo. Căn nhà vẫn còn vắng lặng như tờ. Có lẽ vợ chồng của Hưng mệt quá nên vẫn còn đang ngủ trong buồng riêng. Vừa giết xong điếu thuốc lào thì ông thấy vợ đi vào. Ông cất tiếng hỏi. Bà còn yếu mà đã ra ngoài làm chi vậy? Bà Loan vội đưa tay lên miệng, ra hiệu cho ông im lặng, rồi kéo tay chồng vào buồng, Ông Thái không giấu được sự tò mò Lên cất tiếng hỏi Bà làm cái gì mà cứ lén lút Đi đi buôn bạc giả thế hả Bà loan không đáp lại lời chồng Vội vứt chiếc nón xuống giường Rồi chửi đồng Tiền sư nhà nó chứ Hóa ra bấy lâu này Nhà mình vẫn sống chung với một con quỷ cái Mà không hay biết gì Ông Thái đưa tay lên sờ chắn vợ rồi nói Bà bị ấm đầu hay sao Mã nói kỳ cục về hả Mà cái con quỷ cái kia là đứa nào mới được chứ Bà Loan trẻ môi ra rồi nói bằng một giọng gay gắt. Thì còn ai vào đây nữa? Xin cái con mà nữ ngoài vườn nhà mình đấy. Tôi đã điều tra ra gốc gác của nó rồi. Đúng là cái phường nèo mả gà đồng chả tốt đẹp gì đâu. Thế nó là ai? Mà làm sao bà biết? Khi nãy lúc ông còn đang ngủ tôi cũng định ngủ thêm một lát cho đỡ mệt. Ê thế nhưng mà càng nghĩ tôi lại càng thấy bực. Không thể nào mà ngủ nổi. Tôi liền đội nón đi sang nhà bà cụ tấm ông cũng biết đấy. Cô ấy vẫn được mọi người đặt cho cái miệng danh là cô biết tuốt ở cái làng này con gì. Tôi mới vừa gợi ý một cái thì bà cụ đã nói vanh vách về tiểu sử của mảnh đất này. Bà ấy nói rằng năm xưa có một người con gái làm thuê cho nhà cụ tránh. Con bé này nhà nghèo nhưng mà nó lại được ông trời phú cho một nhan sắc rất xinh đẹp. Thế nhưng mà con này nó không cam chịu cuộc đời nghèo khổ lam lũ nên đã dùng chính nhan sắc trời cho của mình mới quyến rũ cụ tránh. Một hôm hai người đang quấn lấy nhau như con rắn trong nhà kho thì bị bà tránh tóm được trong cơn tức giận bà tránh đã đánh chết nó rồi ném xác xuống chiếc giếng sau vườn ờ sao chuyện này mà cô ấy cũng biết thế thực ra chuyện nhà cụ tránh giết đứa con gái lang loạn kia thì cũng là một chuyện bí mật nhưng mà năm xưa cụ tấm cũng làm theo cho nhà cụ tránh nên mới tận tay nghe được cụ tránh nói với mụ vợ như thế mà ông để yên tôi kể nốt cho mà nghe đi này đoạn này mới gây cấn sau khi chết đi, cái con đĩ ấy nó còn không biết đường hối cải, nó liên tục hiện về giết sạch nhà cụ tránh. Chính vì thế, năm xưa dân làng, mỗi lần nghe đến mảnh đất này là đã thấy sợ hãi rồi. Có ai dám dọn vào ở đâu? Lúc đó, ông đang ở trong quân ngũ. Tôi thì chưa về làm dâu làng này, nên không biết đến những chuyện kinh thiên động địa ấy. Nhưng mà cũng may, sau này nó bị một vị thầy Pháp phong ấn lại. Tôi đoán chắc, cái dính hôm trước nhà mình vô tình đào trúng, là cái giếng năm xưa mà ông thầy Pháp nhút tinh hồn cô ta ở đó. Nghe đến đây, ông Thái đã hiểu được nguồn gốc của cái thứ quỷ quái đang ám gia đình ông. Thì ra con ma nữ này cũng có một quá khứ lừng lẫy chứ chả phải là hạng ma quỷ tầm thường. Bao nhiêu năm lăn lộn trên chiến trường, trực tiếp đối mặt với kẻ thù hung bạo mà ông chưa thấy một lần run sợ. ấy vậy mà bây giờ ông Thái cảm thấy hoang mang, Ông không biết phải đối phó với thứ vô hình kia như thế nào. Dường như nhận ra sự lo lắng của chồng, bà Loan lôi từ trong chiếc túi ra một cái lá bùa và một bịch máu chó. Ông yên tâm đi, tôi đã có cách chị đó rồi. Bà cụ tấm chỉ cho tôi một ông thầy Pháp rất giỏi ở làng bên. Ông ta hứa chắc như đình đóng cột, chỉ cần chặt một ống tre già, nhúng vào máu chó mực rồi đem chôn cùng với lá bùa này xuống chỗ cái giếng cổ thì dù có ba đầu dấu tay nó cũng chả bao giờ thoát ra được nữa đâu. Ông Thái nghe vợ nói thì không khỏi bán tín bán nghi. Ông cầm lá bùa màu vàng được vẽ những họa tiết loằng ngoằng như con run mà ngắm nghía một hồi. Ông tự hỏi, chả nhẽ bùa ngải lại có sức mạnh kinh hồn đến thế. Chỉ cần một mảnh giấy bé tí tẹo này mà lại không chế được cái thứ giết hại được cả con người kia ư. Thấy chồng cứ ngồi mân mê lá bùa, bà Loan vội lên tiếng rục. Ông làm sao mà cứ thương người ra thế hả? Theo tôi ra vườn làm luôn đi. Thế là hai vợ chồng ông Thái nhân lúc vợ chồng Hưng còn chưa thức dậy, nhanh chóng lẻn ra vườn sau, làm theo những gì ông thầy bùa đã dặn khi nãy. Chả mấy chốc mà lá bùa và chiếc cọc tre nhọn hoắt, thấm máu chó mực đã được đóng vào chính giữa của chiếc giếng cổ. Nhớ tới chuyện đêm qua, chính con ma nữ này khiến bà sợ vãi đái ra quần, làm cho bà thấy ngượng chín mặt với chồng con nên bà Loan bảo chồng về trước, còn mình ở lại vạch quần đái thẳng lên đó. Bà mỉm cười mãn nguyện. Đúng là cái đồ đĩ thõa, Sống không nền nết, chết còn tính kế hại người. Bà thì bà đái lên đầu mày, xem mày phen này làm thế nào mà thoát ra khỏi đây được nữa. Đang cười sung sướng thì chẳng biết từ đâu, có một con quả bay tới rồi động ngay xuống nhánh cây trước mặt bà Loan. Con quả dương cặp mắt ti hí đỏ rực nhìn chằm chằm vào mặt bà Loan rồi há mồm kêu lên mấy tiếng quả quả. Tiếng con quả vừa dứt thì chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà có một cơn gió thổi ảo tới khiến những thân tre gần đó nghiến vào nhau phát ra những tiếng kéo cả kéo kẹt hết sức ma mị. Bà Loan hơi trột dạ kéo quần áo đứng dậy rồi chạy thẳng một mạch vào nhà. Do quá vội khi vào tới hiên nhà bà đâm sầm vào con trai Hưng vội hỏi Ơ, à, mẹ đi đâu mà chạy như ma đuổi thế bà loan đứng lại ôm ngực thở dốc rồi đánh trống lảng à không có gì à, khi nãy mẹ nhìn thấy cái sợi dây thừng cứ ngỡ là con rắn nên giật mình thôi chợt bà thấy con trai cầm chiếc khăn tay chẳng cần nói bà cũng biết anh định làm gì bà vội lên tiếng con giờ bẻ nước mưa bên hông nhà mà đánh răng rửa mặt nhá, nước giếng nhà mình tạm thời không sử dụng được đâu Ông Thái đang ngồi uống nước trẻ, nghe thấy bà Loan nói thế thì chợt tủm tỉm cười. Ông nhớ tới câu chuyện sáng nay vợ kể, có lẽ bà vẫn còn bị ám ảnh bởi thứ nước tanh hôi nhèo ra từ người con ma nữ nhỏ xuống giếng. Chắc vì thế mà bà không muốn con trai sử dụng cái thứ nước dơ giấy đó. Hưng nghe mẹ nói thế thì thắc mắc. Ơ, sao vậy mẹ? Nước giếng nhà mình có vấn đề gì sao? À, không. À, mà có vấn đề đấy. Khi nãy mẹ thấy có con chim nó ỉa xuống đấy mà thôi con cứ nghe theo lời mẹ đi từ này cứ ra bể nước mưa mà sử dụng khi nào hết nước trong bể thì quay sang dùng nước giếng sao cũng được nói rồi bà bỏ đi vào trong nhà không để cho con trai có cơ hội thắc mắc thêm hưng đứng tần ngần mất mấy giây thấy lý do mẹ mình nói cũng hơi kỳ kỳ nhưng cuối cùng anh cũng làm theo lời mẹ dặn bẵng đi một thời gian từ hôm mà vợ chồng ông Thái xin được lá bùa đem về yểm lên vị trí của chiếc giếng ngoài vườn, thì Hồng không còn mơ thấy ác mộng nữa. Để không ai động chạm đến chỗ chiếc giếng bị yểm bùa, bà Loan còn đem đống phân chuồng ổ lên trên đó. Mọi chuyện trong nhà lại trở về trạng thái bình thường, cứ như thể chưa từng xảy ra những chuyện ma quái kỳ dị vậy. Khỏi phải nói cũng biết vợ chồng ông Thái vui mừng lắm, họ tin chắc rằng lá bùa của vị Pháp sư kia đã khống chế được cái vong con ma nữ, khiến cho nó không thể nào thoát ra mà tắc oai tắc quái, làm hại những người trong gia đình mình được nữa. Bẵng đi tầm hơn 3 tháng sau, cũng sắp tới giảm tháng 7 âm lịch. Đêm hôm đấy vợ chồng ông Thái đang ngủ, thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng con môn gầm gừ ở ngoài vườn. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng con mèo cứ vang lên the thé, khiến cho người nghe không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng từ ngày trấn yểm chiếc giếng ngoài vườn không thấy con môn có những hành động kỳ lạ nữa ấy vậy mà chả hiểu sao đêm nay nó lại gào lên kinh khủng như vậy bà loan lay người chồng ông ơi dậy dậy tôi bảo cái này gì thế ông thái đáp lại bằng một giọng ngái ngủ ông với tôi cầm cái đèn pin ra vườn xem con môn nó bị làm sao mặc tôi kêu gào thảm thiết lắm hay là cô đứa mất dạy nào lại lèn vào bắt trộm Bà cứ khéo lò xà con mua nó khôn như rành ấy Lại thoát ẩn thoát hiện như bóng mà Bố thường nào chạm được vào nó mà bà phải lo Chắc nó đang tới thời kỳ động đực Thôi bà nhắm mắt vào mà ngủ đi Bà Loan thấy chồng nói thế thì cũng chẳng dám nài nỉ thêm Cứ nằm im dòng tay lên Nghe ngóng động tĩnh bên ngoài Thế nhưng một lát sau thì không thấy con môn kêu gào nữa Không gian lại trở nên im ắng một cách lạ thường và bà loan cũng dần dần thiếp đi lúc nào không hay sáng hôm sau sau khi thức dậy thì bà loan đi ra ngoài giếng đánh răng rửa mặt vừa kéo được gầu nước lên thì bà loan hoảng hồn ngã ngửa người về phía sau khi nhận ra trong gầu nước là xác con môn. chả hiểu sao nó lại nhao đầu xuống dưới giếng mà chết được bà sợ hãi vất vội gầu nước đánh uyịch một phát xuống dưới đất rồi chạy như ma đuổi về nhà bà la lên thảm thiết ôi rồi là rồi Ông Thái ơi, ông sang ngoài giếng mà xem này, C con muốn chết nổi bụng lên rồi. Nghe tiếng hét của bà Loan, không chỉ ông Thái mà cả vợ chồng Hưng đều lật đật chạy ra. Đập vào mắt họ là hình ảnh con môn đang nằm trên mặt đất. Đám rồi nhặng đang xuống đen xuống đỏ quanh cái xác của nó. Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu tại sao nó mới chết được mấy tiếng. ấy vậy mà cái xác đã trương phình lên như kiểu bị ngâm nước từ lâu lắm rồi đã thế cả đống giỏi bỏ trắng héo đang lúc nhúc bên trong nó nữa chứ. Dù trong lòng cũng tiếc con mèo lắm, nhưng nhìn thấy bộ mặt hoang mang của vợ con, ông Thái đành lên tiếng chấn an. Chắc là con mèo bị chuột chân, té xuống giếng thôi mà. Đem mà trôn nó đi. Nói rồi ông Thái đi vào trong bếp, định lấy cái sẻng ra đảo lỗ trôn con mèo. Ông mới đi được mấy bước thì Hồng đã gặp người nôn thốc nôn tháo, có lẽ do cô đang có bầu, lạnh người phải cái mùi hôi thối kinh tởm này không chịu được, mới nôn ngay tại chỗ. Hưng hoảng quá vội đưa vợ vào nhà, bà Loan cũng lật đật chạy theo xem con dâu như thế nào. Do không biết chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của con môn, nên mọi người nhà ông Thái đành tặc lưỡi cho rằng nó vô tình ngã xuống giếng. Thế nhưng họ đâu biết rằng cái chết của con môn chỉ là mở màn cho một loạt những biến cố hãi hùng sắp xảy ra ở nhà ông Thái. Đêm hôm đó, hai vợ chồng ông đang ngủ trong buồng riêng. Đến tầm nửa đêm, cả hai thấy không khí trong phòng thật là ngột ngạt. Có cảm giác như ai đó đang ngồi lên ngực mình vậy. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dường như họ thấy ngay sát đỉnh màn là một người con gái với gương mặt quỷ dị. Khuôn mặt bị băm nát bét, những giọt máu tanh tưởi theo vết thương chảy ra ngoài rồi nhỏ tông tỏng xuống mặt vợ chồng họ. Thế nhưng vợ chồng ông Thái chẳng thể nào nhúc nhích được cả hai cứ chìm vào trạng thái mê man nửa tỉnh nửa mê như người bị bóng đè vậy căn phòng đóng cửa kín mít ấy vậy mà chẳng hiểu sao hai vợ chồng ông thái cứ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai mái tóc dài đen nhánh của cô gái kia cứ phất phơ bay lượn trước mặt trông như những con rắn uốn éo càng tăng thêm phần ma quái rồi lẫn trong tiếng gió lạ một tiếng nói the thé vút lên phá vỡ không gian yên tĩnh của màn đêm đen đặc Chúng mày sẽ phải trả giá. Tiếng nói ma quái ấy cứ vang vọng giữa không gian khiến cho vợ chồng ông Thái thấy vô cùng kinh sợ. Trong không cảnh ma quái đó, hơn ai hết bà Loan lờ mờ nhận ra đó chính là khuôn mặt của con nữ quỷ bị phong ấn ở chiếc giếng cổ ngoài vườn nhà bà. Mãi một lúc sau thì con nữ quỷ mới biến đi, trả lại một không gian yên tĩnh đến đáng sợ cho căn nhà. Lúc này vợ chồng ông Thái mới giật mình tỉnh lại. Cả hai quay sang nhìn nhau, gương mặt người nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Bà Loan quay sang ôm chặt lấy chồng, người bà run lên cầm cập. Đêm hôm đó, vợ chồng ông Thái thấy thời gian trôi đi nặng nề. Căn nhà nhỏ của vợ chồng ông bỗng chốc trở nên yên ắng một cách đáng sợ. Ngoài vườn gió vẫn hưu hưu thổi, đâu đó thi thoảng lại vang lên những tiếng chó sủa nhấm nhặng như tiếng chó cắn ma ở đâu vọng về hôm sau khi thức dậy đợi cho mặt trời lên cao bà loan mới dám bước chân ra ngoài nhớ tới việc kỳ dị đêm qua bà nghĩ ngay tới việc phải ra ngoài vườn để kiểm tra khu vực chiếc giếng cổ bị yểm bùa chẳng có gì thay đổi cả bà tự chấn an bản thân có lẽ do mấy hôm nay làm vất vả nên mới sinh ra mộng mị thế thôi nghĩ vậy bà mới yên tâm đi vào nhà mọi chuyện cũng chẳng có điều gì bất thường sau bữa ăn tối hưng lại xách chiếc điếu cày đi ra ngoài chiếc vó bè của mình ở ngoài bờ sông vợ chồng ông thái cũng ngồi nghe đài một lúc rồi dẫn nhau vào buồng đi ngủ đến tầm nửa đêm tiếng cánh cửa nhà ngoài đập phành phạch làm bà loan thức giấc bà nhớ rõ lúc tối chính tay bà đã đóng cửa cẩn thận rồi cơ mà bỗng bà à lên một tiếng có lẽ đêm nay không bắt được cá thằng hưng mò về với vợ rồi lại quên không khép cửa đây mà nghĩ thế bà loan lật đật đi ra ngoài bên ngoài trời đang nổi cơn rông gió có lẽ kiểu gì tí nữa cũng có một cơn mưa rào chút xuống đưa tay lên định đóng cánh cửa lại thì chẳng hiểu từ đâu một cơn gió lạnh buốt kèm theo một mùi hôi thối nồng nặc phả thẳng vào mặt làm bà loan thấy đầu óc choáng váng khi định thần lại thì bà thấy có một người con gái không rõ mặt đứng lù lù ở giữa sân tự lúc nào bà loan sợ đến rụng rời chân tay Cô gái kia vẫy tay về phía bà rồi nói Đi theo ta Đi theo ta Nhanh lên Trong phút chốc bà Loan thấy hai mắt mở đi Giống như người bị thôi miên vậy Tiếng cô gái kia phát ra nhẹ nhàng Nhưng lại vô cùng âm u lạnh lẽo Nó cứ vang vọng lúc gần lúc xa Nhưng lại như có một sức cuốn hút đến kỳ lạ Bà Loan bắt giác mỉm cười Rồi từ từ bước theo người con gái lạ trước mặt Hai cái bóng cứ lầm lỗi Bước đi ra ngoài góc vườn Cô gái đưa cho bà Loan chiếc sẻng Rồi chỉ vào mảnh đất có vị trí chiếc giếng cổ Đào đi Bà Loan lúc này chẳng khác gì một con rối Bị giọng nói ma quái của cô gái kia điều khiển Bà cầm ngay lấy chiếc sẻng rồi ra sức đào Bà làm hăng hái tới mức Mà hai bàn tay đã phồng rộp cả lên Con chỗ còn tứ máu Nhưng vẫn không chịu dừng lại Phiến đá xanh đậy miệng giếng khá nặng Hôm trước hai bố con ông Thái phải dùng hết sức mới bẩy lên được. Thế mà bây giờ một mình bà Loan chỉ dùng tay không cũng nhấc nó lên được mà quẳng sang một bên. Thật là một việc vô cùng quái dị. Người con gái bí ẩn kia thấy bà Loan đã lật được cả ba phiến đá lên để lộ ra một cái giếng sâu hoắm ngập nước thì hài lòng lắm. Cô ta khẽ nhếch mép cười rồi lại cất cái giọng âm u ma quái mà ra lệnh. Nhảy xuống đi, nhảy xuống cho tao. Chúc mày phải trả giá vì dám làm trò ô uế nhà tao. Từ nay, tao sẽ biến mảnh đất này thành một mảnh đất chết." <cười> Tiếng cười lanh lảnh của con ma nữ khiến cho chút lý trí cuối cùng của bà Loan trỗi dậy. Tuy mơ hồ nhưng cũng đủ để bà nhận ra mình đang bước chân vào con đường chết. Lại một lần nữa, bà sợ hãi đến đái cả ra quần. Thế nhưng bà chẳng thể nào cưỡng nổi ma lực trong lời nói của con ma nữ trước mặt. Bà Loan vứt chiếc sẻng trên tay xuống đất rồi nhảy ùm xuống giếng. Là nước lạnh cóng như băng, xen lẫn một mùi hôi thối tởm lợm làm cho bà tỉnh táo lại. Bà ra sức vẫy vùng trong tuyệt vọng. Từ trên ngọn tre, một con chim lợn dương đôi mắt đỏ rực nhìn xuống rồi kêu lên mấy tiếng ảo não như chuẩn bị tiễn đưa một vong hồn về chỗ địa ngục. Đúng lúc đó, cánh cổng nhà ông Thái bật mở ra, rồi tiếng bước chân chạy thình thịch hướng về phía khu vườn. Tiếng động làm cho con chim lợn giật mình vỗ cánh bay đi. Người đang chạy đó là Hưng. Khi nãy đang nằm trong chiếc trò nhỏ ngoài bờ sông, thì anh chợt thiếp đi. Trong cơn mơ mạng, anh chợt thấy một bàn tay lạnh ngắt túm lấy chân anh mà lay dậy. Mở mắt ra, Hưng ha hốc mồm ngạc nhiên khi thấy có một ông cụ già dâu tóc bạc phơ đang đứng ngay bên cạnh. Hưng còn chưa kịp lên tiếng hỏi xem ông cụ là ai, thì ông cụ đã nhanh tay đút một thứ gì vào túi áo trước ngực của anh rồi nói như thúc giục. Mẹ mày đã gặp nguy hiểm, về ngay còn kịp. Ông cụ nhắc đi nhắc lại câu nói ấy ba lần rồi biến mất. Hưng hoàng hồn, lần đầu tiên anh được chứng kiến một sự việc kỳ quái đến như vậy. Anh lấy tay dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo hoàn toàn, rồi đưa mắt nhìn lại khắp căn trò một lượt, không thấy ông cụ kia đâu nữa nhưng trong đầu anh vẫn văng vẳng tiếng nói khi nãy mẹ mày đã gặp nguy hiểm về ngay còn kịp dù không biết thực hư như thế nào nhưng lúc đó trong lòng anh cũng như có lửa đốt anh vùng dậy chạy thẳng một mạch về nhà do quá vội vàng anh còn không nhớ đến việc xỏ dép vừa mở được cánh cổng ra thì anh nghe thấy một tiếng ủm rất to vang lên từ phía ngoài vườn anh Hưng biết ngay là có chuyện chẳng lành đang xảy ra, thế nên càng cố sức chạy ra ngoài vườn xem thế nào. Vừa nhìn thấy đống đất cát bị đào xới chỗ chiếc giếng cổ, Hưng đã thấy trột dạ, mồ hôi anh vã ra như tắm. Rõ ràng, chiếc giếng đã bị lấp lại, bên trên lại là nơi bố mẹ anh dùng để ủ phân chuồng. Tại sao bây giờ nó lại bị đào xới tung lên như thế này? Không chỉ có vậy, anh nhớ hôm trước, chiếc giếng cạn trơ đáy, sao bây giờ lại phát ra tiếng động giống như có ai đang ngụp lặn dưới đó vậy không nén được sự tò mò anh chạy ngay lại chỗ chiếc giếng xem có chuyện gì đang xảy ra thế nhưng còn chưa chạy tới nơi thì hưng đã chết sững người khi thấy có một cái bóng trắng toát đầu tóc rũ rượi đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây tre gần đó nhìn anh bằng cặp mắt đỏ rực đầy ma quái rồi trong phút chốc cái bóng trắng ấy lướt nhanh xuống trước mặt hưng một mùi hôi thối như mùi xác chết đang phân hủy bốc ra nồng nặc chỉ trong giây lát mà mặt hưng đã tái giải đi mặt cắt không còn hột máu anh nhận ra cái bóng trắng đó chính xác là một con ma trong hình hài một cô gái trẻ với một khuôn mặt nát bét đầy kinh dị mặc dù cũng đã được nghe nhiều người kể chuyện ma nhưng đây là lần đầu tiên anh hưng mới được tận mắt nhìn thấy nó thế nhưng có tận mắt nhìn mới biết ma quỷ trông còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần những câu chuyện mà mọi người vẫn kể trong khi Hưng vẫn còn không ngậm nổi mồm lại vì quá kinh hãi, thì con ma nữ đã vươn đôi tay toàn xương trắng héo của nó về phía cổ của anh. Hưng kinh hãi đến tột độ, bên tay anh còn vang lên tiếng nói the thé của con ma nữ. Chết đi, chúng mày phải trả giá. Hưng cảm nhận được cái chết đang đến với mình rất gần, không đủ dũng cảm để nhìn thấy cảnh con ma nữ bóp chết mình, anh nhắm tịt mắt lại. Bao nhiêu hình ảnh về người vợ trẻ với đứa con còn chưa kịp chào đời và bố mẹ lại ùa về trong tâm trí. Một dòng nước mắt của anh tự nhiên trào ra nóng hổi bên khóe mắt. Thế nhưng khi bàn tay con ma nữ vừa chạm vào người Hưng thì chỗ túi áo ngực của anh đột nhiên có một luồng hào quang lóe lên. Con ma nữ kêu lên một tiếng thất thanh như kiểu là đau đớn lắm rồi nhanh chóng biến mất. Bên tai Hưng vang lên tiếng kêu cứu đứt quãng của mẹ mình phát ra dưới giếng dù sợ hãi lắm nhưng tình cảm mẫu tử thiêng liêng giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn. Anh chạy lại gần thì thấy mẹ anh đang vẫy vùng trong tuyệt vọng dưới giếng. Biết một mình không thể cứu được mẹ lên, anh chạy vào nhà đập cửa rầm rầm để báo động trong thái biết. Hai bố con anh cầm lấy cây đèn pin lao nhanh ra ngoài vườn, soi xuống giếng thì đúng là bà Loan đang lặn lên trồi xuống dưới làn nước đen ngòm. Hai bố con ông Thái dùng thang vớt được bà Loan lên cũng may chưa quá muộn. Sau khi nôn ra một đống nước đen ngòm như nước cống thì bà cũng đã tỉnh lại. Bà Loan thấy mình vẫn còn sống thì khóc tu tu như một đứa trẻ. Do quá sợ hãi sau lần chết hụt nên bà chẳng còn giữ ý tứ gì nữa. Cứ thế mà kể hết những sự kinh hãi khi nãy cho chồng con nghe. Ai nấy đều không khỏi dùng mình, sợn tóc gáy. Ông Thái ôm vợ vào lòng mà an ủi. Thôi, mọi chuyện qua rồi, cũng mày hôm nay thằng hưng về nhà đột xuất nếu không thì bà đã bị con mà nữ kia dìm chết dưới giếng rồi thế nhưng hưng nhìn bố lắc đầu không phải tự nhiên con vẻ đâu bố ạ à. rồi anh kể lại giấc mơ kỳ lạ gặp được ông cụ già cho bố mẹ nghe sực nhớ tới thứ mà ông cụ kia nhét vào tuổi áo ngực mình hưng lấy tay móc ra thì đó là một tờ giấy màu vàng với những nét vẽ nguệch ngoạc có lẽ đó là một lá bùa chính nó đã cứu anh thoát khỏi những bàn tay của con ma nữ khi nãy nhưng bây giờ lá bùa gặp nước nên đã bị mùn ra và rách nát rồi không ai bảo ai nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ chắc là vong linh của các cụ trong nhà đã hiển linh để cứu mẹ con bà loan nghĩ thế ông thái vội thay bộ quần áo mới rồi kính cẩn thắp hương trên bàn thờ gia tiên để tạ ơn các cụ đã ra tay che chở cho gia đình ông lời còn chưa dứt ánh đèn vàng vọt từ cái bóng đèn sợi đốt bỗng chớp chớp vài cái rồi tắt lịm cả dân nhà chìm ngập trong bóng thứ ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu trên bàn thờ gia đình ông thái bối rối nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra bỗng từ đâu văng vẳng lại một giọng nói lúc gần lúc xa như hư như thực nhà này gặp họa rồi tìm thầy tôi giúp bảo lệnh giọng nói chấm dứt cũng là lúc chiếc bóng đèn sáng trở lại bốn người nhà ông thái vội cúi gập người xuống mà vái lấy vái đệ lại một lần nữa gia đình ông thái trải qua một đêm vô cùng căng thẳng riêng ông thái thì vừa sợ nhưng cũng không khỏi căm giận cái vong ma nữ ác độc kia chính nó đã làm đảo lộn cuộc sống bình yên của gia đình ông phen này ông phải quyết tâm diệt trừ nó không thể để nó tắc oai tắc quái mãi như vậy được sáng hôm sau Ông lóc cóc đạp xe lên trên ủy ban xin nghỉ mấy hôm. Sau đó nhớ lời vợ dặn, ông đạp xe thẳng sang nhà lão thầy pháp làng bên, nơi mà hôm trước bà Loan xin được lá bùa của lão ấy. Ông định qua hỏi xem lão ấy có biết tại sao mà con ma nữ kia lại thoát ra được khỏi chiếc giếng. Vừa hỏi thăm được đến cổng thì đã thấy căn nhà khóa trái. Ông khẽ thở dài, định quay xe về thì gặp một bà cụ. Ông thái liền cất tiếng hỏi: Cô ơi, cô cho con hỏi, đấy có đúng là nhà thầy Liêm không ạ? À? Bà cụ kia dừng lại, nhổ mĩnh trầu đang nhai trong miệng xuống đất, rồi nhìn ông Thái mà trả lời lại. Thầy bà gì cái ngữ thằng cha Liêm này? Chả biết nằm xưa, nó học mót ở đâu, được chút bùa chú, rồi cũng bắt trước người ta mở điện thờ để kiếm cơm thiên hạ. Thế nhưng, mấy hôm trước, nó đang ngồi uống trà ở giữa nhà, tự nhiên lăn đùng ra đất dãy đành đạch miệng sủi bọt mép như con chó dại Tăng nằm cấp cứu ở bệnh viện ngoài thị trấn ấy người ta bảo là tay ấn nó kém nên mới bị ma quỷ vật cho đấy phe này chả biết sống chết ra sao nói rồi bà cụ thủng thẳng bước đi ông thái như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy ông quay xe về nhà tâm trạng dối bời Vừa bực mình khi nghĩ tới số tiền khá lớn mà hôm trước bà Loan bỏ ra để thỉnh lá bùa về. Vừa thấy lo lắng cho an nguy của những người trong nhà. Do mãi suy nghĩ nên dọc đường ông va và một người đi ngược chiều. Cả hai ngã lăn quay ra đường. Ông Thái vừa lóp ngóp đứng dậy thì đã thấy người kia mắng xa xả vào mặt ông. Bắt mũi mày để đi đâu vậy hả? Xịt đũa làm gãy hết mấy cái xương sườn của ông rồi đây này. Có tin, tao sai ông Bình đến vặn cổ cả nhà mày ra không hả? Ông Thái còn chưa kịp nói gì, thì đúng lúc đó có một người đàn bà đi ngang qua. Thấy hai chiếc xe đạp vẫn còn nằm ngửa bụng lên trời, thì có lẽ cũng đoán ra được sự việc. Bà ta dừng lại, liếc nhanh qua hai người đàn ông trước mặt, rồi tiến đến chỗ người vừa cất tiếng chửi mà nói bằng giọng kính cẩn. Ôi giời ơi, thầy tám đi à, thầy có làm sao không ạ? À? Chẳng với sao cái gì, nhà cô không thấy tôi bị thằng cha kia tông ngã sấp mặt hay sao? đúng là hãm tài, mấy bảnh mắt già gặp phải âm binh. Thì ra đây là bà Thảo là thư ký của hợp tác xã làm cùng chỗ với ông Thái cũng là con nhang đệ tử của thầy Tám. Bà Thảo biết thầy Tám đang giận lắm nên cũng lựa lời nói khéo mấy câu để cho ông ta bớt giận, rồi kéo ông Thái ra một góc mà thì thầm. Rồi, bác Thái ơi là bác Thái, vẻ này bác gặp rắc rối to rồi đấy bà có biết người bị oác tông vào là ai không là thầy tám nổi danh ở trên thị trấn đấy liệu đường mà nói để quý nguôi giận đi bác bà làm thầy giận không khéo thầy sai âm binh đến trả thụ thì không ai cứu được đâu xưa nay ông thái cũng chẳng bao giờ để ý đến chuyện bói toán nên cũng chẳng dành về mấy lão thầy bà ở quanh đây nghe bà thảo nói vậy thì ông cũng bán tín bán nghi mà hỏi lại cô bảo cái lão mà mặt quát tài rời, Người gây như que củi này là thầy Pháp nổi tiếng sao? Bà Thảo vội lấy tay bịt miệng ông Thái lại. Ôi dồi ôi, em đã bảo bác phải bé bé cái mồm tôi cơ mà. Thầy mà nghe thấy thì rách việc lắm đấy. Ở quanh cái vùng này, ai mà không biết đến tiếng tăm của thầy Tám đâu. Chắc chỉ có mỗi gia đình bác vô sư vô sách nên mới không biết đấy thôi. Tôi theo thầy nhiều năm rồi nên tôi biết. Xem bói, trừ tà, chuyện gì thầy cũng thông tạo hết. Nói rồi bà Thảo đến trước mặt thầy tám khẽ nói. Thầy không sao là mừng rồi. Còn đừng phải đi lên huyện nộp sổ sách nên không ở lại lâu được. Thôi chào thầy con đi nhé. Nói xong bà quay đi, không quên liếc mắt ra hiệu cho ông Thái phải lựa lời mà xin lỗi. Ông Thái hiểu ý, liền tới gần lên tiếng. Ờ, dạ, xin lỗi thầy. Khi nãy tôi vô ý quá nên mới vô tình đâm phải thầy. Mong thầy bỏ quá cho thầy tám thấy ông thái ăn nói nhã nhặn thì cũng có vẻ bớt giận ông ta nhìn ông thái một lượt từ đầu tới chân rồi nói ừm, uhm, ấn đường ô ám thì kìa chắc chắn là nhà anh đêm qua bị ma quỷ kéo đến quấy nhiễu có đúng không câu nói của thầy tám làm cho ông thái thấy sởn cả da gà vừa mới nhìn qua mà lão ta đã biết được nhà ông đêm qua bị con ma nữ quấy phá trong lòng ông thái khấp khởi mừng thầm hy vọng vị thầy Pháp này sẽ giúp được gia đình ông diệt trừ được con ma nữ này. Chẳng khác gì, người chết đuối vớ được cọc, ông Thái liền kể những chuyện bất thường xảy ra ở nhà ông cho thầy Tám nghe. Nghe xong câu chuyện, thầy Tám cười lên ha hả rồi bảo ông Thái. <laughs> Tưởng chuyện gì ghê gớm, có mỗi cái vòng mà nữ nhầm nhò gì. Để chiều nay, ta tới ông một chuyến, xem mặt ngang mũi dọc đó như thế nào. Nếu nó ngoan ngoãn biết điều Thì bố thí cho nó bữa cơm Rồi tiến về âm ti địa ngục Nếu mà ngoan cố Ta đánh cho tan hồn nát phách Giỡn với ai còn được Chứ đừng có giỡn với mặt thầy tám này Nghe ông thầy Pháp khẳng định Chắc như đinh đóng cột Là sẽ tiêu diệt được con ma nữ Khiến cho ông Thái thấy vô cùng phấn khởi Nhưng vốn là người cẩn thận Sợ gặp phải phường lừa đảo Nên ông đánh bạo hỏi ông thầy Pháp Dạ Thầy giúp đỡ nhà tôi không biết công xóa thì tính như thế nào cho phải. Thầy tám giơ một ngón tay ra trước mặt. Còn mà nữ này đã tính đến chuyện bắt người thì cũng chẳng phải là hạng xoang. Một chỉ vàng, không hơn không kém. Ở vào thời điểm khó khăn này, một chỉ vàng là số tiền khá lớn. Thế ông Thái có vẻ lưỡng lự thì thầy tám để nói. Một chỉ vàng mà cứu được năm mạng người nhà ông thì rẻ quá còn gì nữa khi nào tóm cổ được đó ông mới phải trả tiền yên tâm cho nào dù hơi tiếc tiền nhưng ông Thái cũng đành bấm bụng gật đầu đồng ý dù sao thì mạng người cũng quan trọng hơn trước khi chia tay ra về thầy Tám có liệt kê một số đồ cần thiết để cho gia đình ông Thái chuẩn bị ông Thái gồng người lên đạp xe ông mong về tới nhà thật nhanh để báo tin vui này cho vợ con biết Đúng như ông nghĩ, sau khi nghe ông kể lại thì không chỉ bà Loan mà cả vợ chồng Hưng cũng thấy phấn chấn hẳn lên. Thế rồi cả nhà chia nhau ra để chuẩn bị những thứ mà ông thầy đã căn dặn. Đống phân chuồng ngoài vườn cũng được hai bố con ông dọn sạch để tối nay thầy tám lập đàn bắt ma ở ngoài đấy. Khi trời vừa sẩm tối thì lễ vật đã được chuẩn bị đầy đủ, trên một chiếc chiếu rất rộng bày la liệt nào là xôi, gà, hoa quả, bánh kẹo, quần áo giấy, gương lược và rất nhiều thứ linh tinh khác nữa. Tranh thủ lúc ông thầy chưa tới, ông Thái ghé nhỏ vào tai vợ con căn dặn. Ông thầy này tính tình lập dị, mọi người cố mà nhẫn nhịn một chút, đừng để mất lòng ông ấy nghe chưa. Lỗi mà tự ái bỏ về, chả cứu được mình nữa đâu. Nghe ông Thái căn dặn như thế thì vợ con ông cũng đồng loạt vâng dạ răm rắp. Trời vừa nhá nhem mặt mũi thì ông thầy tám đạp xe vào thứ sân cả nhà ông Thái chạy ùa ra sân như đón Việt Kiều về nước. Ông thầy tám dựng chiếc xe vào hông nhà, đảo mắt quanh căn nhà một lượt rồi lắc đầu. Chết chết! Âm khí bốc lên ngột ngột như thế này. Cứ bảo sao, ma quỷ nó lộng hành. Thầy mà không tới sớm, thì cả nhà này kiểu gì cũng chết sạch, chết ráo cho mà xem. Nghe mấy lời thầy phán mà nhà ông Thái không khỏi thấy dùng mình run sợ. Bà loan chắp tay cung kính nói với ông thầy tám. Dạ, thầy nói chí phải. Mong thầy ra tay đánh tan hồn phách cái con yêu nữ đang trú ngụ trên mảnh đất nhà con. Biết thầy sắp sang tới nơi, nên chồng con vừa pha sẵn ấm trà ngon. Mời thầy vào sơi nước. Ờ. <laughs> tốt, tốt. Vừa đạp xe nóng theo ông bà ông vải, làm ấm trà cho ngọt giọng Tí nữa, đọc chú cho nó bòn mồm. Nói rồi cả năm người lũ lượt kéo nhau vào nhà. Sau khi uống hết ấm trà, ông thầy tám liền đứng dậy đi ra chỗ đàn tràng mà gia đình ông Thái đã chuẩn bị trước. Nhìn ngó một hồi, thầy tám vô cùng hài lòng với sự chuẩn bị vô cùng chu đáo của gia chủ. Rồi ông thầy tám vênh mặt lên nói với gia đình ông Thái. Cũng đến giờ hoàng đạo rồi đấy. Nếu gia đình ông đủ can đảm thì đứng đây xem thật chưng trị còn mà nữ kìa. Còn nếu thế sợ thì chui ngay vào trong nhà, đóng chặt cửa lại là được. Bốn người nhà ông Thái đưa mắt nhìn nhau. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Làm sao mà họ có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này để xem thầy Pháp bắt ma như thế nào? Hơn nữa, trong lòng họ lại đang vô cùng căm phẫn với con ma nữ kia. Thế nên ai cũng muốn tận mắt chứng kiến cảnh ông thầy ra tay trừng trị nó. Nghĩ thế nên mọi người quyết tâm ở lại và đứng túm tụm lại với nhau ở một góc phía sau ông thầy Pháp. Thầy Tám bày biện tất cả đồ lễ bắt ma lên chiếc bàn trước mặt, rồi tự tay châm ba nén nhang, rồi bắt đầu lầm dầm khấn vái. Gia đình ông Thái cố dòng tay lên chăm chú lắng nghe, nhưng chẳng hiểu gì cả. Rồi cuối cùng thầy Tám hô to. Cô hồn dã quỷ đất này, mau mau hiện hình, trò thay hỏi tội. Tiếng thầy Tám vừa dứt thì chẳng hiểu từ đâu một cơn gió lạnh lẽo thổi tới làm cho các bụi bay mù mịt bụi tre gần đó cũng bị cơn gió làm cho nghiêng ngả những thân tre va vào nhau tạo nên tiếng kẽo kẹt khiến cho những người cứng bóng vía nhất mà nghe thấy cũng phải nổi ra gà bốn người nhà ông thái sợ hãi đứng nép vào nhau hai hàm răng đánh vào nhau lập tập tuy sợ hãi nhưng họ vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe thấy vô vàn những âm thanh hỗn loạn như tiếng gào khóc từ trốn xa xăm vọng về bỗng chợt gió im lặng cả không gian căn vườn bỗng nhiên im lắng một cách lạ thường chưa ai hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thì từ trong chiếc giếng cổ phát ra những tiếng kêu ùng ục một chàng bọt khí nổi lên kèm theo đó là một mùi hôi thối tẩm lợm bay ra khắp khu vườn rồi từ dưới miệng chiếc giếng cổ có hai bàn tay trắng ẩn thỏ lên bám vào thành giếng chỉ vài giây sau cả thân hình con ma nữ bắt đầu trồi lên nó đưa ánh mắt đỏ lòm nhìn đầy giận dữ về phía thầy Tám và gia đình ông Thái. Rồi trong nháy mắt, con ma nữ bay vút lên, ngồi vắt vẻo trên ngọn tre gần đó mà cười. <cười> Chúng mày còn dám cả gan, mời thầy Pháp đến bắt tao nữa à? Ôi, sợ quá, sợ quá. <laughs> Từng tán lá va vào nhau xào xạc lại xen lẫn những tiếng cười ma quái của con ma nữ nghe mà sòn tóc gáy thấy con ma nữ đã chịu hiện thân thầy tám chỉ thẳng vào mặt nó mà cất giọng đe nẹt mày xuống đây xuống ngay đây cho tao hỏi chuyện ai cho mày ngồi vắt vẻo chơi đây họ con ma nữ lập tức im bặt nó nhìn thẳng vào mắt thầy tám rồi biến mất ngay tức khắc thầy tám thấy con ma nữ đột nhiên biến mất mà chưa hỏi được gì thì cũng không hài lòng lắm nhưng ông ta cho rằng nó vừa nhìn thấy mình thì đã khiếp vía nên vội chạy thoát thân. Ông cười đắc ý, nhìn về phía gia đình nhà ông Thái mà lên giọng. <laughs> Rõ chán không chứ lệ. Con ma nữ này, nó vừa nhìn thấy tôi, nó sợ quá, chạy mất dép rồi đây. Nói xong, ông ngửa mặt lên trời cười sẵn sặc. Thế nhưng ông đâu biết rằng, ngay lúc đó, Hưng tự nhiên giật nảy mình lên một cái, giống như biến thành một người khác Hai mắt cậu ta đỏ ngầu, trợn ngược lên đầy giận dữ, rồi chẳng nói chẳng rằng, hưng lao đến chỗ của thầy tám, sau đó dồn hết sức lực của mình vào đôi bàn tay mà giáng thẳng vào mặt thầy. Cú đấm quá mạnh khiến cho thầy tám rú lên một cách đầy đau đớn, rồi ngã nhào về phía sau. Hành động của hưng quá bất ngờ khiến cho vợ chồng ông Thái và Hồng chỉ biết dương mắt lên nhìn mà không kịp ngăn cản lại. Ông thầy pháp lồm cồm bò dậy, nhổ ra một ngụm máu lẫn mấy chiếc răng lẫn trong đó. Ông thái sợ tái mặt. Nếu trả mày lão tẩy Pháp cây cố chuyện này mà báo công an thì kiểu gì thằng Hưng cũng gặp rắc rối lớn. Cái tổ đánh người gây thương tích đi tù mọt không chưa trả bỡn. Ông dẫn sổ bước lại cho con trai hùng hổ quát. Mày điên rồi hay sao? Mà lại đánh thành như thế hả thằng nghịch tử này? Thế nhưng ngay lập tức ông đã phải sợ hãi lùi lại khi thấy Hưng quay mặt về phía ông, nhe răng ra hầm hờ. Hai mắt cậu ta đỏ ngầu trông thật đáng sợ, miệng thì chảy đầy rớt rãi như người lên cơn dại. Thầy Tám cố nén cơn đau lên tiếng cảnh báo. Lùi lại ngay, nó không phải là con ông nữ đâu, nó bị con mà nữ chiếm xác rồi. Nói rồi ông đưa tay lên quẹt đi mấy giọt máu còn sót lại, quanh khóe miệng rồi nhìn thẳng vào mặt của Hưng mà buông ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp Mày giỏi lắm Dám đánh gãy răng tàu à Nhìn thấy bộ dạng thê thảm Của ông thầy Pháp trước mặt Con ma nữ trong thân xác của Hưng Chỉ ném cho lã một cái nhìn đầy khinh bỉ Rồi nó cúi xuống Nhặt chiếc răng của thầy Tám Đang nằm trọng trơ trên mặt đất Mà đưa lên tay mân mê Ra chiều đắc ý lắm Nó làm thế là cố tình chọc tức thầy Tám Rồi từ miệng của Hưng Phát ra một giọng eo éo của nữ giới Khi nãy Lão kêu ta xuống đây để nói chuyện. Liệu bây giờ lão có còn mở mồm ra mà nói chuyện được nữa hay không? <laughs> Thầy tám bị con ma nữ kia chọc trò đến tức ói máu, ông siết chặt hai bàn tay lại với nhau, chặt đến nỗi các khớp xương kêu lên răng rắc. Ông gằn lên từng tiếng một. Hôm nay tao mà không đánh cho mày tan nát phách thì tao không hả được cơn giận này. Con ma nữ trong tần xác của Hưng thấy thế, lại càng đắc ý, nó vênh mặt lên thách thức. Có giỏi, nhào vô, xem bà lấy mày tới đâu. <laughs> Nói xong, Hưng lại lao đến định đấm cho thầy Tám vài phát nữa. Thầy Tám đã có sự đề phòng nên ông nhanh chân di chuyển để tránh né cú đấm của Hưng. Dù cũng đã ngoài 50 tuổi, nhưng thân thủ của thầy Tám cũng còn nhanh nhẹn lắm hưng đấm trượt bị mất đà rối rụi về phía sau thầy tám bước tới chỗ túi đồ nghề nhanh tay bốc một nắm bột màu đỏ như máu về phía hưng miệng thì lầm rầm đọc chú hưng bị thứ bột quái quỷ kia làm cho tối tăm mặt mũi quay vòng vòng chân tay khua khoáng xung quanh miệng không ngừng la lên lão già chết tiệt ta mà tóm được lão thì lão chết với ta thầy tám chỉ khẽ hừ lên một tiếng <laughs> đừng nghĩ mượn sắc người khác Mặt tao không làm được gì mày nhá. Còn mà nữ chết tiệt. Rồi ngay sau đó, thầy tám chấm tay vào lọ chu sa, lầm dầm niệm một câu chú gì đó. Xong xuôi thầy nhẹ nhàng tiến đến chỗ hưng, nhanh tay điểm thẳng vào chán anh. Một vệt đỏ như nốt rồi son nằm trình ảnh giữa chán cậu. Hưng giật nảy người lên như điện giật, toàn thân run rẩy như sắp ngã, miệng thì gào lên để đau đớn. À, đau quá, Thằng thầy khốn nạn tao giết mày vợ chồng ông thái sợ thầy tám tức giận quá mà đánh chết con trai mình thì khóc mếu van xin thầy ơi xin thầy nhẹ tay nhà tôi có mỗi mình nó là thật trông gậy nó mà có mệnh hệ gì cho chúng tôi biết sống làm sao thầy tám bực mình quay lại quát có im hết đi không hả nó là con ma con quỷ chứ đâu phải con ông bà cứ làm tôi mất tập trung nó vật chết hết cả lũ bây giờ Vợ chồng ông Thái nghe thấy thầy tám nói thế, thì vội lấy tay che miệng không cho tiếng khóc ỉ ôi phát ra khỏi cổ họng. Rồi thầy tám lại lấy nhanh ra một lá bùa khác, thổi liền bảy hơi vào đó, rồi vỗ mạnh xuống đỉnh đầu hưng, miệng thì hét lên. Ma quỷ nhập thân, máu máu rời khỏi, cấp cấp như luật lệnh, xuất. Thầy vừa hô xong, thì một cái bóng trắng từ đỉnh đầu hưng bay vụt lên trên không, Thầy tám cười ha hả rồi cất giọng chế giễu. <laughs> Người ta vẫn nói, nghiện ngập thì có thể cai, mê trai thì đầu thai mới hết. <laughs> Xem ra, mày chết rồi mà vẫn chưa bỏ được cái tật mê trai đẹp. Thấy thằng bé này vạm vỡ nên nhào tới. Đúng là không còn chút liêm sỉ nào cả. <laughs> Khi con ma nữ xuất ra, cả người hưng mềm nhũ như cọng bún rồi đổ ập xuống đất như một cục thịt bà loan tưởng con trai đã chết thì sợ hãi đến tột cùng quay sang ôm lấy con dâu mà khóc lóc thảm thiết ông thái thì cũng đang hoang mang lắm nhưng vốn là người từng trải đã vào sinh ra tử nhiều nên ông có vẻ bình tĩnh hơn vợ con ông cố nén nỗi sợ chạy ngay tới bên chỗ con trai mà lay người miệng không ngừng gọi hưng ơi con làm sao thế mở mắt ra cho bố nhìn nào thầy tám vẫn mắt không rời khỏi con ma nữ miệng thì nói đâu không sao đâu khiến nó vẻ sau rồi bấm vào huyệt nhân chung của nó nhanh lên ông thái nghe thầy tám nói thế thì vội vàng làm theo ông bế thốc con trai lên rồi chạy lại chỗ vợ và con dâu đang đứng rồi nhanh tay bấm vào huyệt nhân chung của nó bà loan ôm lấy con trai mà khóc nấc lên liệu nó có tỉnh lại không ạ à ông Hưng ấy là Hưng Con mà chết Thì mẹ biết sống làm sao vùi vùi cái mồm đi Bà có im đi không Thằng Hưng nó còn sống sở sở ra kia mà Đúng là đàn bà Nửa đêm nửa hôm cứ gào lên để hàng xóm người ta biết hết mọi chuyện à Ông Thái gắt lên với vợ Đúng lúc này thì Hưng cũng tỉnh lại Không chỉ riêng bà Loan Mà cả ông Thái và Hồng Đều thở vào nhẹ nhõm Nhìn con ma nữ trong hình dáng te tua Đang bay lơ lửng trước mặt thì thầy tám cũng phần nào mà nguôi ngoai đi cơn giận bị nó hạ nhục khi nãy thầy lớn tiếng quát mày đã biết sự lợi hại của tao chưa biết điều quỳ xuống phàn xin ta một câu ta sẽ thả chết trỏ nếu còn vẫn ương bướng đừng trách ta ra tay độc ác con ma nữ bị thầy tám đánh bật ra khỏi thân xác của hưng thì cũng đã bị tổn thương nguyên khí dường như nó cũng nhận ra được rằng lão pháp sư này cũng có chút bản lĩnh chứ không phải là hạng pháp sư quèn, chuyên đi lừa lọc người khác để kiếm miếng ăn. Thế nhưng do chết oan khuất lại bị phong ấn dưới chiếc giếng suốt bao nhiêu năm nên trong lòng nó vẫn mang theo oán khí rất nặng, nó không dễ dàng khuất phục. Con ma nữ cũng nhìn thẳng vào mắt thầy tám như thách thức lại. Còn phải xem, bản lĩnh của mày tới đâu? Con ma nữ đưa hai tay lên trời, hét lên một tiếng thật lớn như trời long đất lở, tức thì mây đen từ đâu bỗng ồn ồn kéo tới che khuất cả mặt trăng giống gió lại bắt đầu nổi lên sấm chớp đầy đùng nhưng tuyệt nhiên không có lấy dù chỉ là một giọt mưa trời đất như tối sầm lại càng làm cho bầu không khí nơi đây thêm phần quỷ dị đàn chàng rung lên bẩn bật như có một thế lực vô hình nào đó đang muốn hất tung nó đi vậy thầy tám cũng không hề nao núng ông cũng quyết một phen sống mái với con mà nữ hám trai đẹp này ông vớ ngay lấy chiếc kiếm gỗ đảo trước mặt, đưa ngón tay lên miệng cắn cho tứa máu, rồi miết dọc thân kiếm. Miệng thì lầm dầm đọc chú. Chẳng mấy chốc, chiếc kiếm trong tay thầy đã sáng rực lên, tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ. Trên lưỡi kiếm còn nổi bật lên hình ảnh một con kim long đang bay lượn. Tay cầm kiếm, tay cầm lá bùa bắt quyết, miệng lầm dầm đọc chú, rồi thầy ném thẳng lá bùa lên giữa không trung mà hô to. Thiên địa tối linh, mười phường tạm giới, lôi điện sáng lỏa, truy diệt tả mà. Diệt! Lá bùa bay lên cao, thì bỗng nhiên bốc cháy nguồn ngột, ngột, rồi từ trên trời, một tia sét chói lỏa rạch ngang bầu trời. Tức thì, những đám mây đen bị xua đi nhanh chóng, ánh trăng rằm lại soi sáng vàng vặc, mà nữ bị thầy tám phá đi yêu khí, thì càng trở nên điên cuồng hơn. Cô ta phẩy tay một cái, thì ngay lập tức, từ dưới đất chu lên rất nhiều thân ảnh quỷ dị khác nhau. Thôi thì già trẻ lớn bé đều đủ cả, nhưng tất cả bọn chúng đều có một đặc điểm chung, đó là không kẻ nào còn nguyên vẹn. Kẻ thì mất đầu, còn mỗi cái thân dưới, đứa thì mất tay, đứa lại mất chân. Da rẻ chúng nó bong chóc lở loét, rồi bỏ lúc nhúc, thỉnh thoảng còn rơi lồm ngồm xuống dưới mặt đất. Thầy tám mặt hơi biến sắc, miệng khẽ thốt lên. Chết tiệt, Mày dám gọi lũ cô hồn các đẳng để đánh ông à? Đúng là chưa thấy quan tài chứ đổ lệ mà. Thầy Tám lập tức lấy ra cả sấp bùa, ném về phía đám cô hồn dã quỷ. Lá bùa vừa chạm đến thân thể chúng nó, thì ngay lập tức bùng cháy dữ rồi, thiêu đốt đám cô hồn vất vưởng kia ra thành trò bụi. Thế nhưng cứ đám này bị chết, thì ngay lập tức có một đám ma quỷ khác từ dưới lòng đất trồi lên thay thế những lá bùa từ đủ màu sắc cứ như đàn chim thi nhau bay vèo vèo về phía đám cô hồn dã quỷ trước mặt hai bên hỗn chiến với nhau vô cùng ác liệt bụi bay mù mịt làm cho cây cối xung quanh sơ xác cả đi như vừa phải trải qua một trận rông bão trận chiến có vẻ bất phân thắng bại con ma nữ càng trở nên điên cuồng nó biết lũ cô hồn dã quỷ mà nó gọi về xem ra không làm được gì thầy tám con ma nữ giận dữ rít qua kẽ răng đôi mắt càng trở nên hung tợn thế là cô ta dồn hết sự cầm giật vào đôi bàn tay dùng hết sức lực phóng ra một luồng yêu khí đen ngòm về phía thầy Tám nó muốn đánh một đòn quyết định để phân thắng bại thầy Tám cảm nhận được luồng yêu khí nồng đậm đang đánh về phía mình thì giật mình đánh thoát một cái người thầy nóng bừng lên mồ hôi vã ra như tắm trong giây phút sinh tử này thầy vội cắn đầu lưỡi cho máu chảy ra rồi phun thẳng vào cây kiếm rồi bắt ấn chiếc kiếm lại sáng rực lên trong đêm tối luồng yêu khí va chạm với thanh kiếm tạo thành một tiếng nổ chói tai cả thầy tám và con yêu nữ bị hất ngược về phía sau lũ cô hồn dã quỷ cũng bị luồng kinh lực đánh cho tan hồn nát phách hết cả từ miệng thầy tám học ra một ngụm máu đen ngòm ông thái thấy thầy tám vì giúp gia đình mình thu phục con ma nữ mà bị trọng thương thì cũng thấy áy náy trong lòng ông vội chạy lại chỗ thầy miệng không ngừng hỏi thầy thế có làm sao không? Đến nước này mà ông vẫn còn hỏi ta câu đấy nữa à? Ông thử hứng chịu một đòn khi đã xem có chịu nổi không? Ui, đau quá. Không kéo lại gãy mẹ mất nó mấy cái xương sườn rồi. Ờ, à, để, để tôi bảo thằng Hưng đưa thầy đi bệnh viện. Thôi khỏi, khi nào còn chưa diệt được con ma nữ này, tao chưa chết được đâu. Rồi thầy Tám cố lần mò trong người, lấy ra một lá bùa đưa cho ông Thái rồi cần dặn. Chạy vào nhà nhanh lên. Dán lá bùa này ở ngoài cửa. Ông Thái nhìn lá bùa trên tay nhưng không khỏi thắc mắc. Ồ, liệu lá bùa này có ngăn được con ma nữ không thầy? Ông yên tâm đi. Con ma nữ khi nãy cũng đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Tạm thời trong mấy canh giỏ, nó chưa thể làm hại được gia đình ông được đâu. Còn lá bùa này là lá bùa hộ thân mà năm xưa đích thân sư phụ ta dùng máu của mình để vẽ lên. Nó có tác dụng trừ ta cực mạnh Đảm bảo con ma nữa kìa Không thể nào quấy phá nổi đâu ờ, Thế còn thầy thì sao ạ à? Thầy Thầy ở đây chiến đấu với nó tiếp ư Ta có bị điên đâu Ở lại đây cho nó làm thịt ta à? Ta đi tìm người tới giúp Ông Thái thấy bộ dạng te tua của ông Thầy Pháp Thì cũng không nỡ để ông ở đây một mình Thấy ông Thái vẫn chưa đi Thầy tám gắt lên Còn không dẫn nhau vào nhà nhanh lên Định đứng ở đây Để cho con má nữa nó quay lại giết sạch cả nhà ông ấy sao? Gia đình ông Thái bị tiếng quát của thầy Tám làm cho giật mình, vội vàng dẫn nhau chạy vào nhà. Thầy Tám chống tay vào cây kiếm đứng dậy. Cô nói với theo. Nhớ kỹ lời ta dặn, dù có thấy ai gọi cửa cũng không được mở, kể cả là người đó là ta. Khi nào về, tự tay ta sẽ bốc lá bùa đó ra. Ông Thái vừa chạy vào nhà, vừa cố ngoái đầu lại dạ vâng cho có lệ. Khi đã vào được trong nhà, nhìn qua khe cửa thấy bộ dáng thất thẻo của ông thầy Pháp đi ra cổng, ông Thái còn cố van nài. Thầy, thầy nhớ quay lại, cứu giải tình tôi đấy nhá. Chả quay lại thì sao? Ta đã lấy được tiền công đâu. Thầy tám đáp lại bằng một giọng bực bội rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Ông Thái bật tất cả đèn điện trong nhà lên cho sáng trưng khắp mọi ngóc ngách rồi bốn người co do với nhau ở một góc giường. Bà Loan run rẩy, chắp tay cầu trời khấn Phật mong cho thầy tám sớm quay trở lại. Không gian trở nên đặc quánh lại, gió đã ngừng thổi. Thỉnh thoảng từ ngoài vườn, những tiếng dế kêu giả dích và tiếng côn trùng vọng vào trong nhà. Thời gian cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng. Ông Thái ngó lên chiếc đồng hồ trên tường thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Thầy Tám đi cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn chưa thấy ông ấy quay trở lại. Bà Loan buông ra một tiếng thở dài thườn thượt rồi cất tiếng hỏi. Sao thầy tám lâu về thế nhỉ? Liệu ông ấy có dám quay lại cứu nhà mình nữa không? Chẳng ai đáp lại lời bà. Khi nãy mọi người đều tận mắt chứng kiến ông thầy tám bị con ma nữ đánh suýt chết. Chắc gì ông ta đã dám quay lại. Giả dạ sử có quay lại thì cũng chỉ là để lấy chút tiền công. Nhưng chắc chắn không phải là ngay trong đêm nay rồi đang lúc tuyệt vọng nhất thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân hướng về phía căn nhà một tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu tất cả mọi người rồi tiếng gõ cửa vang lên cồng cộng bà loan đi tới gần cửa chính hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi dè dặt cất tiếng hỏi ai đây thầy tám đúng không ạ từ bên ngoài vang lên tiếng đáp lại đúng là tôi đây thầy tám đây mở cửa nhanh lên Bà Loan nghe thấy đúng là giọng thầy Tám thì vui mừng đến ứa nước mắt. Bà quay lại nói với chồng con. Thầy Tám về rồi ông ơi, nhà mình được cứu rồi. Sau đó bà quay lại định tháo chốt cửa cho thầy vào. Thế nhưng ông Thái đã nhanh chân chạy đến rồi giữ chặt tay bà lại, khẽ lắc đầu. Khoan đã, bà quên lời thầy dặn khi nãy rồi sao? Dù cho ai gọi cũng không được mở cửa, dù cho là thầy Tám. Khi nào ông ấy về thật, thế sẽ tự tay bóc lá bùa cái ra bên ngoài tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập kèm theo đó là tiếng thầy tám thúc giục mở cửa cho tôi nhanh lên ông thái đưa tay lên miệng ra hiệu cho vợ giữ im lặng rồi ông nhẹ nhàng tiến lại sát cánh cửa ghé mắt qua khe cửa nhìn ra bên ngoài đứng lù lù trước cửa nhà ông là hai người đàn ông một người là thầy tám còn một người nữa thì ông không biết mặt thế nhưng chẳng hiểu sao ông thái vẫn không thấy yên tâm Ông ngó tới vị trí chí chiếc bùa thì thấy nó vẫn còn gắn chặt trên cánh cửa. Một điều lạ là mỗi khi thầy tám lại gần thì nó lại lóe sáng lên. Cảm nhận được có điều gì đó bất thường ở đây, ông vội kéo vợ lùi lại phía sau. Người ở bên ngoài vẫn cứ tự xưng là thầy tám và không ngừng thúc giục mở cửa. Thế nhưng gia đình ông Thái vẫn nhất định không chịu mở cửa. Ông Thái tiến tới chỗ bàn thờ gia tiên thắp lên ba que hương rồi lầm dầm khấn vái vong linh của tổ tiên ra tay che chở cho gia đình ông. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều. Một chút hy vọng nhỏ nhoi là thầy Tám đã quay về chợt nhen nhóm lên trong đầu. Ông Thái nhẹ nhàng tiến đến bên cánh cửa chính, ghé mắt qua khe cửa nhòm ra bên ngoài. Chỉ còn mỗi một người đang đứng trước cửa nhà ông, nhưng đó không phải là thầy Tám, mà là con ma nữ khi nãy Ông Thái nhìn thấy nó thì thét lên đầy kinh hãi, rồi loạn choạng ngã giật lùi về phía sau. Khi nãy ông nhìn thấy con ma nữ với bộ dáng hết sức ghê rợn, khuôn mặt thối giữa nhảy nhụa đang nhoẻn miệng cười với ông. Đôi mắt của cô ta đã bị phân hủy hết, chỉ còn lại một cái hốc mắt đen ngòm. Cái mũi chỉ còn một nửa, xương mũi lộ cả ra, một vài con giòi trắng héo còn lúc nhúc trong đó. Con ma nữ biết gia đình ông Thái đang hết sức hoảng loạn trong nhà cô ta lại cất lên tiếng nói đầy ghê rợn mở cửa cho ta mở cửa ra lũ chuột nhát chết mở ra hưng thấy bộ dáng hoảng hốt của bố thì cũng biết là ông vừa phải chứng kiến sự việc gì ghê gớm lắm anh chạy lại dìu bố mình lên giường con ma nữ bị lá bùa dán trên cửa ngăn cản không cho nó tiến vào trong nhà thì hết sức tức giận cô ta gầm gừ rồi dùng móng tay điên cuồng cào lên vách nhà, tạo thành những tiếng kêu sồn rột, khiến cho gia đình ông Thái sợ tím người. Nó làm như vậy chính là để khủng bố tinh thần của gia đình ông Thái. Khi biết mình đã đạt được mục đích, cả nhà ông Thái ngồi run rẩy với nhau trong góc nhà, thì cô ta mới chịu biến đi. Lại nói về ông thầy Tám, ông đi thẳng một mạch đến nhà sư huynh của mình là thầy Thiện, rồi đập cửa rầm rầm. Nhìn thấy bộ dạng te tua của người sư đệ, thì thầy thiện cũng không khỏi giật mình. Ông biết sư đệ của mình tính tình có phần hiếu thắng, nhưng cũng không phải là hạng soàng. Thế mà bị con ma nữ đánh cho thương tích đầy mình như thế này, chứng tỏ thứ ma tà quỷ quái kia cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Ông bảo thầy tám kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mình nghe. Nghe xong thầy thiện ngồi trầm ngâm một lát rồi nó giọng quả quyết. Học rồi. Mai là rằm tháng 7, là lúc âm khí cực thịnh. Cũng mày khi nãy, sư đệ đã đánh cho nó bị thương thế nên bằng mọi giá trong đêm này phải thu phục được con mà nữ ấy nói rồi ông đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề đến thắp hương trên bàn thờ tổ sư rồi thỉnh mấy lá cờ thần bỏ vào túi rồi ông nhanh chóng chuẩn bị thêm những thứ cần thiết sau đó cùng sư đệ của mình là thầy tám quay trở lại nhà ông thái vừa đặt chân tới cổng nhà ông thái thầy thiện đã cảm nhận được một luồng âm khí bao trùm lên khắp căn nhà vừa đẩy được cánh cổng ra thầy tám đã phăm phăm đi thẳng vào cửa nhà ông thái thầy thiện thì vừa đi vừa đả mắt quan sát khắp nơi bất chợt một cơn gió lạnh lẽo từ nơi nào thổi tới khiến cho cả hai thầy thấy lạnh dọc sống lưng thầy tám quay lại thì ông bỗng chốc hoảng hồn khi thấy có một bóng trắng từ trên cây bưởi lao tới chỗ thầy thiện hai bàn tay nó đã vươn tới sát đỉnh đầu của ông ấy sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ ông chỉ kịp kêu lên một tiếng sư huynh cẩn thận hai mắt thầy tám trợn ngược nhìn bàn tay với những cái móng vuốt sắc nhọn của con ma nữ đang bổ xuống đầu sư huynh của ông một ý nghĩ thoáng qua thế là hết ông tự trách mình đã đưa sư huynh của ông đi vào con đường chết thế nhưng ngay khi bàn tay kia vừa chạm được vào người thầy thiện thì lập tức bị bắn ngược trở ra từ trong người thầy thiện tỏa ra một ánh sáng vàng nhạt như hình bông hoa sen cái bóng trắng kia bị đánh bật ngược trở lại thì kêu rú lên một cách đầy đau đớn. Nó nhìn hai huynh đệ thầy thiện bằng một ánh mắt căm hận mà rít lên the thé. Hai thằng thầy pháp đáng ghét. Sớm muộn gì? Chúng mày cũng phải chết. Thầy thiện nhanh tay tung ra một lá bùa về phía con ma nữ. Nhưng nó đã nhanh chân biến mất trước khi lá bùa bay đến. Lúc này thầy tám mới hoàn hồn chạy đến bên sư huynh mà hỏi han. Khi này, nguy hiểm quá Đấy cứ tưởng là Huynh đã bị những móng tay sắc nhọn Của con ma nữ kia bổ nát sọ rồi Cũng mày Linh tính mách bảo lần này Chúng ta sẽ phải đối đầu với một thứ ghê gớm Thế nên ta đã có sự đề phòng Trước khi đi Ta đã dán lá kim lên hộ thân phù vào sau áo Không ngờ Nó lại cứu ta một mạng Chắc con ma nữ thấy để dẫn ta đến thu phục nó Nên mới định ra tay trước để dăn mặt đây mà Lần này thì thầy tám tự tin hẳn lên, Ông nhìn vào khoảng không tăm tối ngoài vườn mà nói như thách thức. Tiên dư nhà mày, Cô còn thể xuất đầu lộ diện, đánh trực tiếp với huynh đệ tao sao nào. Đừng cho trò đánh đến sau lưng, tao khinh. Sự việc cấp cấp lắm rồi, không còn thời gian để đổ dỡ nữa đâu. Thầy thiện lên tiếng rục. Thế rồi hai thầy tiến lại gần chỗ cửa nhà ông Thái. Thầy tám thấy tấm bùa mình đưa cho khi nãy vẫn còn được dán ở cửa thì biết gia đình ông vẫn ổn. Ông đưa tay gỡ lá bùa xuống rồi gõ cửa. Ông Thái ơi, tôi về rồi. Mở cửa ra, nhanh lên. Nhà ông Thái đều nghe thấy tiếng gọi cửa, thế nhưng họ không biết đây là thầy tám thật hay lại là con ma nữ quay lại để lừa gia đình ông nên chẳng ai dám đi ra. Người nào người đấy tim đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi, xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lại tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng nói. Ông Thái, mở cửa cho tôi với. Vẫn không có tiếng đáp lại. Thầy tám kêu đến lần thứ ba mà không ai mở cửa thì bực mình dơ chân mà đã dầm vào cánh cửa một cái rồi chửi thề. Mẹ nó chứ! Bị con mà nữ dọa chết hết rồi sao? Mà không chịu mở cửa thế à? Ông Thái cũng bán tín bán nghi, chạy lại khe cửa nhòm ra ngoài, thì thấy lá bùa đã bị thầy tám bóc ra đang cầm trên tay. Mừng như bắt được vàng, biết đây mới đúng là thầy tám ông vội mở cửa cánh cửa vừa mở ra thì thầy tám bước vào theo sau ông là một người nữa dáng vẻ hết sức đảm mạo ông tám vẫn chưa hết bực mình mà hỏi ông thái cả nhà ông biết hết cả rồi sao mà thấy tôi đập cửa rầm rầm không ai ra chịu mở cửa thế ạ ông thái còn chưa kịp nói gì thì bà loan đã chạy tới chỗ thầy mà khóc nức nở ôi phúc đức cho nhà tôi quá tôi còn cứ tưởng là thầy không dám quay lại đây nữa cơ. Nghe bà Loan nói thế, ông Tám xa sầm mặt lại. Vớ vẩn, cuộc đời hành đạo của tôi, chờ ngán bất cứ đứa nào. Huống hồ, đây chỉ là một cái vòng chết oan. Hơn nữa, tôi còn phải quay lại để lấy tiền công, để lắp bộ răng giả nữa chứ. Thằng con trai bà, đấm tôi, gãy mất ba cái răng cửa, còn ăn uống làm sao được nữa. Ông Thái lửa mắt ra hiệu cho bà Loan im lặng, rồi mời hai thầy ngồi xuống ghế, sau đó kể lại những chuyện kỳ dị xảy ra khi nãy cho họ nghe. Nghe xong câu chuyện, thầy tám đập tay xuống bàn đánh bốp một cái. Mày ăn chứ? Lão tuyệt thật! Nó có định giả dạng của tôi nữa cơ đấy. Cũng mày, ông không mở cửa cho nó. Không thể chắc chắn. Các người bị nó vặn cổ hết cả một lượt rồi. Nói xong, thầy tám chỉ tay vào người đi cùng mà giới thiệu. Đây là ông Thẹn, sư huynh của tôi. Khi nãy hai chúng tôi vừa bước chân qua cổng, nó đã định giết sư huynh tôi. Phen này không thể nào thả cho nó được nữa rồi. Ngay trong đêm hôm đó, hai huynh đệ thầy Tám và thầy Thiện quyết lập trận pháp để diệt trừ con ma nữ kia. Trước sự nhiệt tình của hai ông thầy Pháp, ông Thái lên tiếng. Tại xem, hai bố con tôi có thể giúp được gì hai thầy không ạ? À? Thầy Thiện nhìn qua hai bố con ông Thái một lượt rồi nói. Thế cũng tốt. Tôi đang lo trời sắp sáng từ nơi rồi. Sợ hai huynh đệ tôi làm thì không kịp. Nói rồi thầy lấy ra bốn cái lọ thủy tinh nhỏ bên trong đựng bốn lá bùa màu vàng đưa cho ông Thái rửa căn dặn. Đây là bùa chấn trạch. Ông hết đà bốn góc xung quanh mảnh đất này rồi trôn xuống. Lá bùa này có tác dụng ngăn cản không cho bất cứ con cô hồn dã quỷ nào xâm nhập được vào mảnh đất này mà giúp sức cho con quỷ Ông Thái không chút ngần ngại, cầm lấy bốn chiếc lọ nhỏ rồi hỏi tiếp. "Thề còn thằng Hưng nhà tôi, có giúp được gì hai khẩn thầy không? Thầy Thiện còn chưa kịp đáp lại, thì thầy Tám đã nhanh nhỏ nó chèn vào. Thôi 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 thôi, ai chứ cậu này ở lại trong nhà cho tôi nhỏ. Gớm, khi nãy tôi có thấy con ma nữ nhìn về phía cậu, mà nước dãi nó chảy ra rồng rồng. Cơm, nhìn cái chết đi được. Đàn bà con gái gì mà chả có chút tiếp sĩ gì cả. Dù đang căng thẳng, nhưng nghe câu nói của thầy Tám, thì mọi người đều nhe răng ra cười. Thầy Tám thấy thế thì ngơ ngác, hỏi. Ờ, thế mọi người cười cái gì? Tôi nói không đúng hay sao? Bà Loan vội lên tiếng đỡ lời. Ờ, dạ, không có gì. Thầy nói phải lắm ạ. Trinh còn cũng thấy như thế đấy. Chả đúng thì sao? Mà ta cũng nói thật cho bà biết nhá. Đánh nhau với mà, tớ chả ngán sợ nhất là nó mượn được xác người phàm dối mình khi nãy không nhanh chân né được có khi thằng con trai bà đâm bày hết cả hàm răng của tôi chứ chả bỡ nữa thực ra thể thiện cũng muốn hưng ở trong nhà để còn giúp ông để mắt đến hai người đàn bà này đặc biệt là chăm sóc cho cô vợ bầu của mình thầy vội lên tiếng thúc giục thôi thời gian không còn nhiều nữa đâu bà loan và vợ chồng cậu này cứ ở lại trong nhà đi còn ông Thái thì ra ngoài phụ giúp chúng tôi. Ông Thái thấy thầy thiện nói thế thì vội vàng vâng dạ, rồi hăm hở đi ra ngoài. Chật bà Loan ngăn lại. Thầy ơi, nhỡ chồng tôi ra ngoài bị con ma nữ cái tấn công bất ngờ thì sao? Thầy thiện khẽ cười. Bà yên tâm đi, lúc chập tối, nó đánh nhau với sư đệ của tôi, cũng đã tổn hào rất nhiều công lực. Khi nãy, nó đánh lén tôi, lại bị tấm linh phủ trên người tôi công kích cũng khá nặng. Nếu tôi đoán không nhầm, thì bây giờ nó đang trốn dưới giếng để hấp thụ thêm âm khí trị thương, không dám mạnh động tấn công mọi người đâu. Lời giải thích của thầy Thiện khiến cho mọi người thấy yên tâm hơn. Thế nhưng để cho chắc chắn, thầy Thiện vẫn lấy ra bốn lá bùa đưa cho các thành viên trong gia đình ông Thái rồi căn dặn. Đây là bùa hộ thân, mọi người cất kỹ vào trong người, đảm bảo con ma nữ sẽ không làm gì hại được đâu. Thế là ba mẹ con bà Loan ở lại trong nhà Ông Thái thì chạy đi tìm chiếc sẻng, hì hục đào lỗ chôn bốn chiếc lọ nhỏ ở bốn góc của mảnh đất nhà mình. Trong lúc đó hai huynh đệ thầy Tám cũng dẫn nhau ra chỗ chiếc giếng cổ để bày trận. Hai thầy lấy ra hai túi gạo nếp trộn lẫn với đậu đỏ, đem giải quanh giếng, tạo thành một hình tiên thiên bát quái, rồi cắm lá cờ lệch ở tám góc, tạo thành một hình bát giác. Xong rồi các thầy lôi từ trong tay nải ra một cuộn chỉ ngũ sắc rất lớn, đã được trì chú và nhúng vào máu chó mực trước đó rồi lần lượt quấn quanh tám lá cờ tạo thành một thế trận thiên la địa võng ông thái sau khi chôn xong bốn lá bùa thì quay lại hỏi thầy thiện tôi đã làm đúng theo lời thầy dặn chôn bốn lá bùa ở bốn góc của mảnh đất tôi có giúp gì được thầy nữa không thầy thiện nghĩ một lúc rồi nghiêm giọng hỏi ông thái trong trường hợp nguy cấp ông có dám đối đầu với con ma nữ kia không đến nước này thì thầy bảo sao tôi sẽ làm thế? Tôi vào sinh giao tử đã nhiều, chẳng những bây giờ lại không dám đối đầu với nó sao? Thầy Tám nhận ra được sự cương quyết trong lời nói của ông Thái. Thầy gật đầu hài lòng rồi tiến tới chỗ tay nải, lấy ra một lá bùa bằng lụa rất lớn rồi đưa cho ông Thái. Sau đó khẽ dỉ tay ông một điều gì đó. Ông Thái gật đầu vâng dạ rồi cầm lấy lá bùa chạy đi. Sắp đặt xong xuôi mọi thứ, hai thầy ngồi hai bên trước giếng, bắt đầu chắp tay niệm chú. Một cái bóng trắng từ miệng giếng bay vọt lên không trung, kèm theo đó là một chàng cười the thé đầy quỷ dị. Một luồng âm khí nồng đậm cũng từ chiếc giếng bay ra, như làn sương mỏng, che khuất đi ánh của mặt trăng. Con ma nữ lại ngồi vắt vẻo trên ngọn tre, bộ quần áo trên người nó đã rách tả tơi, đang bay phất phơ trong gió cô ta liếc mắt nhìn xuống hai chỗ huynh đệ thầy tám đang ngồi bên dưới trận pháp mà cười khẩy <laughs> khá khen cho hai thằng thầy pháp giả hôm nay tao sẽ bóp chết tươi cả hai huynh đệ chúng mày để làm người hầu cho tao <laughs> dứt lời con ma nữ đứng phát dậy giơ hai tay lên trời mà hô lớn cô hồn dã quỷ quanh đây nghe lệnh Thế nhưng chẳng có lấy bóng dáng một con cô hồn dã quỷ nào xuất hiện. Mà nữ không khỏi hoang mang. Cô ta lặp lại hành động khi nãy thêm một lần nữa. Thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Nhìn bộ mặt hoang mang của con ma nữ, thầy tám cười đắc chí <laughs> Đừng có tốn công vô ích nữa. Mạch đất này đã được huynh đệ tà trấn niệm rồi. Không một thứ tà ma nào có thể xâm nhập vào đây được nữa đâu. Những lời thầy tám vừa nói ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt con nữ quỷ. Cô ta không ngờ được hai lão thầy Pháp già này lại bắt bài nhanh như vậy. Cô ta gạo lên. Thì ra là hai thằng già trông mày dở trò. Được, đã thế thì trông mắt lên mà xem. Bất ngờ, con nữ quỷ ngay lập tức chấn tĩnh lại. Người nó cứ từ từ phình to lên như quả bóng đang được bơm hơi rồi nó há chiếc miệng rộng như chiếc gỏ múc nước của mình ra. Từ trong miệng phun ra một luồng khí đen đậm đặc, làn khói bay đi hết thì cũng là lúc xuất hiện một đàn rắn lúc nhúc. Con nào con nấy đen sì to như cổ chân người lớn. Những con rắn ngóc đầu lên thật cao, bệnh mang rồi há mồm phun phỉ phỉ. Con ma nữ chỉ tay về phía hai thầy rồi hét lớn. Giết chết hai lão giả kia cho ta, lên! Ngay lập tức, lũ rắn thi nhau xông tới thầy tám và thầy thiện cũng lấy bùa niệm chú rồi ném lên không trung lá bùa bốc cháy ngùn ngụt rồi hóa thành vô số mũi tên nhằm hướng lũ rắn mà bắn tới những con rắn bị tên bắn trúng ngay lập tức hóa thành một làn khói đen dù bị bắn chết như ngả dạ thế nhưng lũ rắn cứ lao về phía hai thầy như con thiêu thân những con rắn may mắn không bị mũi tên bắn trúng thì lại bị đám gạo nếp và hạt đậu đỏ mà các thầy giải trên mặt đất tấn công chúng lại bị nổ tung. Thấy đám yêu xà do oán khí của mình tạo ra đã bị hai thầy Pháp giả giết chết hết không còn một con. Con ma nữ càng trở nên điên cuồng, mắt non long lên sòng sọc, rồi chẳng biết từ khi nào trên tay cô ta xuất hiện một tấm lụa đỏ như máu. Trong phút chốc, dài lụa dài ra rồi uốn éo như những con rắn sau đó bổ nhào về phía hai thầy. Thầy Tám và thầy Thiện không ai bảo ai lấy máu ở đầu ngón tay miết dọc lên thân kiếm rồi đọc thần chú. Thanh kiếm lại sáng rực lên, rồi cứ nhắm giải lụa trước mặt mà chém. Trong một phút bất cẩn, thầy tám bị giải lụa siết chặt, rồi lôi lên khỏi mặt đất. Con ma nữ tóm sống được thầy tám thì sung sướng cười lên chẳng sặc. Để xem, thằng thầy pháp giả quất queo như mày, làm sao thoát khỏi tay tao? <laughs> rồi cứ thế, tấm lụa càng siết chặt lại, khiến cho thầy tám thấy khó chịu vô cùng thầy cảm giác như có tảng đá nặng hàng trăm cân đang đè lên ngực mình khiến cho mặt thầy đỏ lực lên hai mắt trợn ngược khó khăn lắm thầy mới thốt ra được một câu sư huynh cứu cứu thầy thiện lợi dụng lúc con ma nữ đang dồn hết sức lực lên người sư đệ liền nhúng một lá bùa vào hỗn hợp máu chó mực và gà trống rồi nhằm hướng thầy tám mà ném tới Lá bùa vừa chạm vào giải lụa thì ngay lập tức nó bốc cháy phừng phừng. Thầy Tám cũng vì đó mà được cứu. Cả người thầy rơi tự do xuống mặt đất khiến thầy đau điếng la lên oai oái. Ui dạ! Vỡ mẹ mong thôi rồi! Nhưng ngay lúc đó thầy thiện hét lớn át đi cả tiếng kêu la của người sư đệ mình. Sư đệ! Khai trận! Thầy Tám hiểu ý vội nén nỗi đau chộp nhanh lấy một lá bùa rồi lấy máu ở đầu ngón tay vẽ lên đó mấy đường. Ở phía bên kia, thầy thiện cũng làm y như thế, rồi cả hai thầy cùng ném vào giữa trận pháp, đồng loạt hô lớn. Thiên là địa võng sắt quỷ trận, khởi! Ngay lập tức, những lá cờ lệnh không có gió thổi mà cứ bay phấp phới. Những sợi chỉ ngũ sắc cũng phát ra một thứ ánh sáng kỳ ảo rồi phóng thẳng lên trên không trung, tạo thành một chiếc lưới lớn con ma nữ vừa nhìn thấy trận pháp khởi động thì không khỏi thất kinh. Nó định quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp. Chiếc lưới kia như có ma lực hút thẳng nó vào giữa rồi siết chặt lại. Con ma nữ điên cuồng vùng vẫy ở bên trong đó. Nó dùng những móng tay sắc nhọn như dao để cố gắng cắt đứt những mắt lưới. Bên dưới trận pháp, cả thầy tám và thầy thiện đều tập trung cao độ để niệm chú duy trì pháp. Càng ngày chiếc lưới càng thu nhỏ lại, cũng đồng nghĩa với việc con ma nữ đang bị trận pháp khống chế. Bỗng nhiên bên tai hai thầy vang lên tiếng phật phật. Những mắt lưới bị con ma nữ cắt đứt, cả thầy tám và thầy thiện đều lộ rõ sự thất kinh trên khuôn mặt. Phen này con nữ quỷ mà thoát ra được thì kiểu gì nó cũng sới tái hai người. Không ai bảo ai, lại nhắm mắt lại mà niệm chú nằm tiếp thêm linh lực cho trận pháp. Mồ hôi trên trán hai thầy cứ thế chảy ra dòng dòng thế nhưng tiếng phật phật vẫn thi thoảng vang lên rồi cả hai thầy đều phun ra một ngụm máu lớn thế nhưng họ vẫn cố gắng bắt ấn để duy trì trận pháp ông thái đứng gần đó thấy tình hình có vẻ không ổn nên chạy lại chỗ thầy thiện thầy thầy có sao không thầy thiện cất tiếng nói thì thào cầm lá bùa dung giếng nhanh lên ông thái không để thầy thiện dục lại lần nữa nên nhanh tay cầm ngay lá bùa khi nãy đã được ông quấn vào cây tre lớn mà cắm thẳng xuống giữ giếng. Nước trong giếng xô lên sùng sục rồi một làn khói đen mù trời bốc lên. Khi làn khói tan đi thì nước trong giếng cũng dần trong trở lại và rút xuống. Từ trong trận pháp con ma nữ rú lên đầy đau đớn, nó đã bị mất đi yêu khí. Trận pháp như được tiếp thêm linh lực, những chỗ bị cào rách đất lành lại như cũ rồi từ từ siết chặt con ma nữ bên trong cho tới khi nó chỉ bé tí như một bóng bay. thầy tám cười lên ha hả, <laughs> tóm sống mày rồi nha. về này mày có chạy đằng rồi. <laughs> thế nhưng sau chàng cười giòn rã thì ông cũng ngã ngồi vật xuống vì quá mệt sau một đêm dài chiến đấu với con ma nữ này. ông thái nghe thấy thầy tám nói đã tóm được con ma nữ thì sung sướng đến phát điên ông chạy lại như bay về phía nhà mà ngào toáng lên tóm được rồi tóm sống được đó rồi mọi người lật đật chạy ra ngoài vườn xem hai thầy sẽ xử lý con ma nữ ác quái này như thế nào vừa ra đến nơi đã thấy thầy tám nói oang oang con ma nữ này nó cứng đầu lắm nó còn dám đánh để gãy mất mấy cái răng để để đánh cho nó tan hồn nát phách huynh nhá bà loan thấy thế cũng nói thêm vào thầy tám nói chí phải đấy ạ à. Con ma nữ này nó độc ác lắm Các thầy cứ thế thiên hành đạo Thẳng tay mà trừng trị nó đi Thế nhưng thầy thiện vội ngăn lại Đúng là con ma nữ này đáng chết Nhưng mọi người hãy bình tĩnh Để cho ta hỏi xem Cô ẩn khúc gì không đã Thầy tám có vẻ nôn nóng trả thù Nên thúc giục Sự việc đã sáng tỏ như ban ngày rồi Sư huynh hỏi nó làm gì cho tốn công Sư đại quên mất lời Sư phụ dặn năm xưa sao Chúng ta là người học đạo Phải lấy chuyện cứu nhân độ thế làm tôn trị phạm chuyện gì chưa rõ trắng đèn không nên hành xử nóng vội nói rồi thầy thiện hướng về cho con ma nữ mà hỏi ngươi là ai vì có gì lại định hại cả nhà ông thái con ma nữ đã bị hai thầy bắt được như cá nằm trên thớt nên cũng ngoan ngoãn đáp lại cô ta bắt đầu kể lại câu chuyện của cuộc đời mình tôi năm xưa là người hầu cho nhà lão chánh tổng ở trên chính mảnh đất này. Lão thấy tôi là người xinh đẹp, liền nổi lòng tả dâm, nhiều lần gạ gẫm tôi phục tùng lão. Tôi một bực từ chối, thế nhưng lão lại đem bố mẹ tôi ra uy hiếp. Thậm chí, còn lấy cớ là nhà tôi không có tiền để trả tiền thuế, để đánh họ một trận thửa sống thiếu chết. Mục đích là để tôi phải nghe lời lão. Tôi vì thương bố mẹ, nên đành cắn răng chịu đựng, để cho lão tránh giày vỏ thân xác rồi cây kim trong bọc lâu ngày cũng lỏi ra chuyện lão lén lút qua lại với tôi cũng đến tai bà tránh một hôm bà ta giả vờ đi lễ chùa tên à lão tranh hí hửng lôi tôi vào nhà để tỏa mãn khi lão đang quấn lấy tôi thì bà tránh đột ngột xuất hiện sự việc bại lộ lão tránh vì sợ vợ nên một mực đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi thế là bà tránh đánh tôi đến chết rồi cho người vất xuống giếng Mọi người đang chăm chú nghe thì bỗng nhiên bà Loan nhảy dựng lên. Con này nó nói láo đấy các thầy ạ. À. Sự thật không phải như những gì nó nói đâu. Con nghe người làng nói rằng con quỷ cái này không chịu được cảnh khổ cực nên mới tìm cách quyến rũ ông tránh đấy. Còn mà nữ thấy bà Loan nói thế thì nó chỉ cười chua chát. <cười> Tôi đã bị rơi vào tay các người. Nói dối để làm gì? Còn các cười tin hay không thì tùy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ phân vân, không biết ai mới là người nói thật. Bỗng thầy thiện lên tiếng. Tôi biết, cô ta không nói dối. Bà Loan nghe thấy thế thì lại dãy nảy lên một lần nữa. Thầy, thầy đừng để con ma nỗi này nó lừa gạt. Câu chuyện kia, con được một người làm cho nhà lão tránh năm xưa kể cho nghe. Bà ta vẫn còn sống sờ sở ra đấy, sai làm sao được. Tôi biết cô ta nói thật, bởi vì năm xưa chính sư phụ ta là người phong ấn cô ta lại. Ồ, ừ. sao sao chuyện này lại không biết nhỉ? Thầy tám hỏi sư huynh. Ta là người gần gũi sư phụ hơn cả, đến cốt lần sư phụ đã kể cho ta nghe chuyện này. Đúng như cô ta đã nói, chính lão tránh đã lấy bố mẹ cô ta ra mà uy hiếp, bắt cô ta thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình. Và khi bà tránh đánh chết cô ấy rồi đem bớt xuống giếng, chuyện này cũng chỉ có mấy người hầu thân cận với vợ chồng nhà lão tránh kia mới biết được sự thật. Nhưng vì sợ uy bà tránh nên chẳng ai dám hé răng nửa lời. Những người làm khác thì cũng chỉ vô tình nghe thấy những lời lão tránh nói với vợ lúc đó. Nên họ mới nghĩ rằng chính cô gái này quyên rũ cụ tránh để được một bước lên tiền. Lại nói về bà tránh ác độc kia. Để giải thích cho sự mất tích của cô người hầu trẻ, bà ta đã cho người vào tin đồn là cô gái này ăn trộm tiền rồi bỏ đi biệt tích. Cũng vì cái tin đồn thất thiệt ấy mà bố mẹ cô gái này bị mọi người dè biểu rồi chết trong tội nhục. Không chỉ bà Loan mà tất cả mọi người có mặt ở đó nghe xong câu chuyện của thầy thiện vừa kể thì cũng thấy mùi lòng. Không ngờ cô ta lại có số phận bi thương như thế. Mấy vết thương trên người thầy tám bây giờ mới thấy nhói đau. Ông nhân mặt. Ờ thầy, cứ dù là năm xưa, bị oán giận, nên mày giết cả nhà lão tránh để trả thô. Thế, gia đình này, người ta làm gì có lỗi với mày? Mày theo ám người ta như thế? Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía con ma nữ, chờ đợi câu trả lời. Vốn sĩ tôi cũng trả định hại gia đình này, thế nhưng xương cốt của tôi vẫn nằm dưới giếng, thế mà họ còn đáy ỉa, đem những thứ uế tạp đổ lên đó. Trừ hết, người nhà này lại còn xin bùa về yểm linh hồn tôi nữa. Cho nên, tôi phải chịu vô vàn đau đớn khổ sở. Ông thử đặt mình vào vị trí của tôi xem. Ông có nhìn nổi không? Lúc này, thì mọi người mới vỡ lẽ ra nguyên nhân vì sao mà con ma nữ này lại theo ám gia đình ông Thái như vậy. Cuối cùng, thầy thiện lên tiếng hòa giải. Năm xưa, sư phụ ta thấy cô cũng đáng thương, nên mới chờ nỡ giả tài đánh tàn hồn phách của cô bây giờ nếu cô chịu hối cải gạt bỏ mọi oán niệm thì ta sẽ giúp cô cầu siêu rồi gửi lên chùa để tu tập còn nếu cô vẫn cứ ương bướng thì buộc lòng ta phải đánh tan hôn phách của cô nhất định không cho cô có cơ hội hại người được nữa con ma nữ suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng đáp lại xin hai thầy giúp tôi siêu thoát tôi muốn có cơ hội được trở lại làm người muốn được gặp lại bố mẹ thấy con mà nữ đã biết ăn năn hối hận thầy thiện lấy ra một lá bùa rồi đọc chú thu hồn phách của cô ta lại trận pháp cũng được hóa giải mọi người trong nhà ông thái thở vào nhẹ nhõm rồi vào nhà dọn giường chiếu cho hai thầy nghỉ ngơi sáng ngày hôm sau hai bố con ông thái bắc thang xuống giếng thu nhặt xương cốt của cô gái trẻ tội nghiệp mang lên rửa sạch sẽ rồi đem ra chôn cất ngoài nghĩa địa của làng thầy thiện và thầy tám cũng giữ đúng lời hứa lập một chai đàn ngay bên chiếc giếng cổ để cầu siêu cho cô ta sau đó gửi vong lên chùa bẵng đi một thời gian không thấy cái vong nữ xuất hiện gia đình ông thái tự nhủ chắc là cô ta đã từ bỏ oán niệm đi đầu thai kiếp khác rồi một hôm cũng vào ngày rằm ánh trăng rát vàng lên khắp khu vườn bà loan ra giếng rửa mặt vừa ngẩng đầu lên thì bà chết điếng khi thấy vong hồn cô gái trẻ kia đang đứng ngay trước mặt bà loan khẽ lùi lại miệng lắp bắp không nói thành câu cô cô chẳng ch phải cô đã cô gái nhoẻn miệng cười khắc hẳn với hình ảnh dữ tợn lúc trước rồi cô ta nói bằng một giọng rất êm dịu dù sao thì chúng ta cũng có nhân duyên sống chung trên mảnh đất này mấy chục năm đã đến lúc tôi đi đầu thai rồi tôi tới để chào tạm biệt bà chả hiểu sao lúc đó bà loan không còn thấy ghê sợ vong nữ trước mặt nữa bà định nói gì đó nhưng vong hồn cô gái đã từ từ tan biến vào hư vô đến lúc này bà loan mới như người sực tỉnh cơn mộng bà vẫy tay rồi nói tạm biệt chúc cô sớm được đoàn tụ với bố mẹ năm xưa Quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi là vào 22 giờ hàng ngày. Còn bây giờ thời lượng chương trình hôm nay đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào tạm biệt.